như thế nào mà Phật nay bị nhức đầu cùng các việc không may khác? Phật đáp: Thuở xưa cách nay rất lâu, nơi thành La Duyệt Kỳ bị nạn đói kém đến nỗi một bát gạo đổi được một bát vàng. Người ta phải lượm xương khô giả nhỏ nấu nước uống đỡ, đào củ cỏ để ăn. Bây giờ trong nước có một đại thôn tên là Chi Việt. Cách thôn ấy không xa có một cái hồ to rộng rất nhiều cá, nên người ta gọi là hồ Đa Ngư. Dân chúng thôn Chi Việt đều dời gia đình đến ở bờ hồ, ngày ngày bắt cá ăn cho qua nạn đói. Các người chạy lưới được cá thì đem lên mé hồ làm thịt. Cá nhảy túa trên đất. Lúc ấy có một đứa trẻ độ 4 tuổi thấy cá nhảy, bèn reo mừng lấy que củi đập đầu chúng. Dưới hồ Đa Ngư có hai thứ cá, cá đa thiệt và cá phù. Hai chú cá cùng nhau nghị luận: Chúng ta vô can bị loài người ăn thịt oan uổng, hậu thế quyết báo hận này. Phật bảo tiếp: Tất cả dân chúng nam nữ lớn nhỏ trong thôn Chi Việt thuở ấy nay là những người thuộc dòng họ Thích tại thành Ca Tỳ La Vệ. Đứa trẻ lấy que củi đập đầu cá chơi lúc ấy nay là ta đây. Cá phù là vua Tỳ Lâu Lạc, cá đa thiệt là ác thiệt quân sư của Tỳ Lâu Lạc Vương vậy. Do nhân duyên lấy cây đập đầu cá, ta bị đọa địa ngục không biết mấy ngàn năm. Đến nay tu đắc quả chánh đẳng, vẫn còn nghiệp báo trả. Trong lúc vua Tỳ Lâu Lạc sát phạt dòng họ Thích thì ta bị nhức đầu chửi dội. Xá Lợi Phất, ông có biết đầu ta nhức thế nào không? Khi ta bị nhức đầu, ta bảo A Nan múc nước lạnh 4 thăng đem đến, ta khoát nước rửa mồ hôi trên trán, tức thời nước bốc hơi tiêu mất đi. Ví như đốt một cái chảo không suốt ngày rồi rưới nước vào, nước liền bị nóng khô. Đầu ta nhức cũng vậy. Xá Lợi Phất, ông xem Như Lai đã tận dứt cái ác, muôn hạnh lành viên mãn. Trời người thần quỷ, vua chúa quan dân, thảy đều tán thán ca ngợi, mà còn chịu duyên nghiệp ấy. Huống những kẻ mê si chưa đắc đạo, ông và Chư La Hán cùng tất cả chúng sanh nên học lấy gương này, ráng gìn thân khẩu ý, chớ phạm vào ác nghiệp. Phụ Bình. Theo truyện Phật, lúc vua Ba Tư Nạc sang Ca Tỳ La Vệ cầu hôn với hoàng tộc, trong dòng họ Thích thấy Ba Tư Nạc là vua một nước nhỏ nhoi, cho rằng không xứng đáng. Nhưng vì muốn giữ tình giao hảo nên chọn một tỳ nữ xinh đẹp tráo hôn. Tỳ nữ ấy về ở với vua Ba Tư Nạc, sanh ra thái tử Tỳ Lâu Lặc. Một hôm thái tử Tỳ Lâu Lặc về thăm quê ngoại, bị những người trong hoàng tộc Thích Chủng khinh khi mắng Tỳ Lâu Lặc là con của thị tỳ. Tỳ Lâu Lặc hổ thẹn giận lắm, bảo ác thiệt. Viên Quang theo hầu thái tử: Sau này ta lên ngôi, người nhớ nhắc ta rửa hận này. Về sau khi thái tử được lên ngôi, quân sư ác thiệt nhắc lại chuyện xưa, khuyến khích Tỳ Lâu Lặc đem binh diệt dòng họ Thích. Trong lúc cả họ Thích bị bại thì Phật cũng bị nhức đầu dữ dội. Chuyện trên nêu rõ việc nhân quả báo ứng của nghiệp sát, sát sanh là một trong ba ác nghiệp của thân, điều mà chúng ta thường phạm đến. Sát mạng phải đền mạng, đó là lẽ dĩ nhiên, không trốn khỏi cơ trời báo ứng. Song nghiệp sát cũng có chia ra nặng nhẹ khác nhau. Về ngoại cảnh, làm chảy máu thân Phật, giết A-la-hán, giết thầy, cha mẹ và người ân của mình thì tội nặng hơn hết. Giết chúng sanh đồng hạng với mình tội bậc trung. Giết loài hạ đẳng chúng sanh tội nhẹ hơn hai việc trên. Về tội tâm, lòng sân hận cố ý sát hại tội nặng. Tuy lòng sân hận nhưng không định giết, vì lỡ tay giết mạng, hoặc giả mình sát sanh nhưng không sân hận thì tội bậc trung. Giết bằng cách vô tâm ngộ sát tội nhẹ. Về thời gian khởi tâm,
Trước khi sát ý đã hân hoan với việc sắp làm, như vui vẻ rủ nhau săn bắn. Đang lúc sát và sau khi sát được, lòng càng bừng rỡ, đó là tội nặng hơn hết. Có ý như trên, nhưng sau khi sát rồi, lòng biết hối hận thương xót, tội nhẹ. Vô tâm ngộ sát, rồi lại hối hận thương xót, tội nhẹ hơn hết. Lấy đó mà suy xét cân phân, thì rõ tội nghiệp sát của mình làm nặng hay nhẹ, các nghiệp khác cũng như vậy. Giết lớn tội lớn, giết nhiều tội nhiều. Nhưng than ôi, việc làm chánh yếu của nhân loại hiện nay là sát hại sinh mạng. Những cuộc tàn sát giữa người và người đang diễn tiến trên thế giới, ngày nay ai lại chẳng đau lòng khi nghe đến. Nhưng thôi, đây là của vấn đề to lớn mà cá nhân không tài gì ngăn cản. Nay xét việc nhỏ nhặt mà chúng ta có thể cải thiện được phần nào. Nghiệp sát thật khó giữ cho khỏi. Con người vì sự xê dịch, ăn uống hàng ngày, phải vô tình hay cố ý sát hại biết bao sinh mạng. Bước đi một bước, cuốc một khoảng đất, đặt một luống cày, tức có vô số sanh linh bị giết. Hơn nữa, vì miếng ăn ngon miệng, chúng ta thường tìm đủ cách bẫy rập các loài vật để ăn, dẫu biết rằng ngày sau ta phải bồi thường rất thống khổ. Có vị thiền sư làm bài kệ khuyên đời bớt sát sanh: thay lền trong canh ngọt, oán hận thấu trời xanh, tiếng kêu nơi lò thịt, gây thành lửa chiến tranh. Lấy công tâm mà xét, giết loài vật để ăn là một hành động bất công. Tuy nay chúng nó yếu hèn không chống cự nổi, nhưng oán hận cũng có ngày báo trả. Con người tìm vui thích trong đau khổ của kẻ khác, nuôi thân mạng bằng xương máu của các loài vật, lại đòi được sống tự do hạnh phúc, đó chẳng khác nào trồng bồ hòn mà mong trổ những quả cam đường ngon ngọt. Thật ra cái đòi hỏi ấy nghe chẳng mấy xuôi. Nếu muốn giữ được tự do hạnh phúc, nên giữ giới bất sát. Do nhân không bắt bớ làm thiệt mạng và đau đớn chúng sanh, không làm chia lìa bầy đủ của chúng, đời đời sanh ra được phước báo trường thọ, mạnh khỏe, không bị ai bắt bớ, làm thống khổ mình và quyến thuộc được sum vầy hạnh phúc. Việc nhân quả còn là chuyện của thế gian, giả lại đã qua rồi, không sao lấy lại được. Giờ đây chúng ta nên hạ tâm thương xót đến những loài nhỏ bé yếu hèn mà tha thứ dung dưỡng chúng nó, chớ ăn nuốt mạng của chúng một cách quá hời hợt dư thừa. Và hãy dừng tay lại, chớ gấp thêm một miếng thịt của chúng khi ta đã vừa no. Được như vậy, tất nhiên do ảnh hưởng ở đôi đũa của ta mà chiến tranh sẽ bớt dần. Phật giải bảy đề mộng của A Nan. Một hôm Phật ở thành Xá Vệ đang thuyết pháp cho vua Ba Tư Nặc và đại chúng nghe, thấy A Nan sắc diện ưu sầu, Phật hỏi ông: A Nan, vì sao hôm nay ông có vẻ không vui? A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, đêm rồi con nằm mộng thấy bảy điều quái lạ, tâm con linh cảm đó là việc bất lành nên lo sợ. Ông thấy những gì? Bạch Thế Tôn, đề mộng thứ nhất thấy các sông biển đều bốc lửa lên dữ dội, ngọn lửa ngất trời. Phật bảo: A Nan, đó là điểm ám chỉ sau này trong tăng chúng nhiều người ác nghịch, ít kẻ thiện tâm, vì muốn được sự cúng dường nên cùng nhau tranh cạnh, ví như nước biển trong mát biến thành lửa dữ. Vậy còn điểm thứ hai? Bạch Thế Tôn, kế đó con thấy mặt trời đã lặn, trên trời lại chẳng có một vì sao, khiến khắp Ta Bà đen tối mịt mờ. Phật bảo: A Nan, điểm ấy báo trước không bao lâu Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, các đệ tử cũng nhập diệt, con mắt huệ của trời người đã mất, chúng sanh mê tối. Vậy điềm kế ra sao?
Bạch Thế Tôn, đêm mộng thứ ba con thấy các tỳ kheo không tuân theo quy chế của Phật, khoác áo cà sa vào chùa bị rơi xuống hố. Kẻ tại gia bạch y lại đạp lên đầu các tỳ kheo ấy. Phật bảo: A Nan, điềm ấy ám chỉ vào thời Vị Lai tỳ kheo miệng thuyết giảng kinh điển nhưng chẳng phụng hành, chỉ lo ganh ghét mưu hại lẫn nhau, rốt cuộc bị đọa lạc. Nhóm bạch y thừa cơ đứng lên khinh miệt Tam Bảo, phỉ báng tăng chúng và hủy hoại chùa tháp. Vậy còn điềm thứ tư? Bạch Thế Tôn, con thấy tỳ kheo pháp y không lành lẽ, đi quanh quẩn trong lùm bụi gai góc. Phật bảo: A Nan, điềm ấy chỉ vào thời Vị Lai, các tỳ kheo bỏ pháp y, phá giới luật, vui theo việc thế tục vợ con. Đó là điềm bất hạnh cho đại pháp. Vậy còn điềm thứ năm? Bạch Thế Tôn, con thấy nơi rừng Sầm Uất có rất nhiều heo rừng ủi tróc gốc đại thọ chiên đàn. Phật bảo: Điềm ấy chỉ vào thời Vị Lai, các tỳ kheo chỉ lo về sinh hoạt, bán Phật buôn kinh để sống. Vậy còn điềm kế tiếp? A Nan bạch: Trong điềm thứ sáu, con thấy voi lớn chán bỏ voi con, còn sư tử chúa của muôn thú rừng đã chết. Các thú khác vẫn khiếp sợ mà xa lánh. Nhưng không bao lâu, trong thân sư tử sanh ra những sên trùng, chúng trở lại ăn rút thịt sư tử. Phật buồn bã khẽ lắc đầu bảo: Voi lớn bỏ voi con ám chỉ đời Vị Lai, các trưởng lão tỳ kheo chỉ lo tư lợi, không dẫn dắt kẻ hậu tiến. Các thú khác sợ sư tử nên tránh xa. Còn sên trùng trong thân sư tử sanh ra trở lại rút thịt sư tử, đó là điềm báo trước chánh pháp của Như Lai, chẳng phải do ngoại đạo làm bại hoại, mà do chính các hàng đệ tử xuất gia và tại gia của ta tự làm hoại pháp ta. Vậy còn điềm cuối cùng? Bạch Thế Tôn, con thấy mình đội núi tu di mà không biết nặng. Phật bảo: A Nan, điềm ấy báo trước sau 3 tháng nữa Phật nhập Niết Bàn, các tỳ kheo trời người đều mong nơi ông mà học hỏi và kết tập kinh điển. Hai mươi lăm, bố thí được phước báo hiện tiền. Tại thành Xá Vệ có vợ chồng trưởng giả nọ sanh được một gái đẹp đẽ phi thường, đặt tên là Thúc Ly. Đứa bé vừa sanh đã có y phục trắng mịn che thân, lớn lên y phục cũng lớn theo. Nàng đến tuổi cập kê, cha mẹ rước thợ bạc về chạm nữ trang để làm của hồi môn cho nàng. Thúc Ly hỏi: Cha mẹ sắm những thứ ấy để làm gì? Con đã lớn, cha mẹ định gả con nên sắm nữ trang cho con. Thúc Ly nói: Con không muốn lập gia đình, xin cha mẹ cho con xuất gia. Cha mẹ nàng rất nuông chiều con nên ưng thuận theo lời xin, bèn truyền đem hàng giải ra các may pháp phục cho nàng mặc đi tu. Nàng ngăn lại bảo: Con sanh ra vốn y phục bảo thân, cha mẹ chớ nhọc lo, xin đem con đến yết kiến Phật cầu xuất gia. Khi Thúc Ly được Phật thâu làm tỳ kheo ni, y phục của nàng cũng biến thành ngũ y. Nàng tinh tấn tu học, chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Bấy giờ A-nan lấy làm lạ, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thúc Ly tỳ kheo ni do phước nghiệp gì được sanh trong gia đình giàu có, vừa sanh ra đã có y phục tùy thân, xuất gia chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Phật bảo: Ông hãy nghe kỹ, suy xét tận tường, ta sẽ vì ông mà nói rõ duyên do ấy. Thuở quá khứ xa xưa, có Đức Phật Tỳ Bà Thi xuất hiện cùng chư đệ tử rộng độ chúng sanh. Lúc bấy giờ, vua và thần dân trong nước thiết đại hội cúng dường cầu nghe pháp. Có một vị tỳ kheo thường đi khuyến hóa khắp nơi, đến một chòi tranh nọ, gặp một người đàn bà nghèo khổ tên là Đàn Địa Già. Tỳ kheo khuyên nàng ấy nên đến chỗ Phật bố thí và nghe pháp.
Tỳ kheo giảng giải về công đức bố thí và tai hại của tánh tham lam bỏng sẻn cho nàng nghe. Đà Nhị Già nghe xong bảo tỳ kheo hãy chờ giây phút, nàng vào thuật lại với chồng và ngỏ ý muốn bố thí. Chồng nàng tưởng vợ có dành dụm chút ít tiền riêng nên hứa: thì muốn thí thì thí đi. Nàng chỉ vào cái chăn, chồng nàng bảo: cái chăn ấy mặc để đi ra ngoài kiếm ăn, nếu chô tất ngồi nhà chết đói hết à. Nàng khuyên giải: vợ chồng ta kiếp trước không bố thí nên nay cùng khổ tới nỗi này, nếu không làm được việc phước nào ngày sau e còn nguy khốn hơn nữa. Thà nay bố thí mà chết, sao có chỗ hy vọng. Chồng nàng nghe nói vui vẻ chịu chết để bố thí. Nàng trở ra đứng nấp trong cửa bạch tỳ kheo: xin đại đức nhận vật bố thí này. Tỳ kheo bảo: đàn diệt hãy ra đây bố thí để ta chú nguyện. Nàng đáp: tôi chỉ có tấm chăn để mặc, nay đem bố thí, thân lõa lộ không ra được, xin ngài nhận cho. Nói xong, nàng ném chăn ra cửa, tỳ kheo lấy chăn chú nguyện rồi đem về chỗ Phật. Đức Phật bảo tỳ kheo đưa tấm chăn ấy cho ngài. Ngài tự tay cầm lấy chăn, khiến vua quan và tứ chúng đại hội đều có ý hiềm tỵ. Vì sao Phật tự dùng cánh tay muôn phước trang nghiêm thọ lãnh vật thô tệ dơ giấy như thế? Phật biết tâm lý chúng nhân, bèn đưa chăn ra bảo: ta xem tất cả các món quý giá trong đại hội cúng dường hôm nay chưa bằng được vật này. Phật thuật rõ việc vợ chồng Đà Nị Già chịu lõa lồ chết đói trong xó nhà để thí, thế nên vật khinh mà tình trọng. Nghe Phật nói, mọi người đều cảm động. Hoàng hậu tháo đồ trang sức vàng ngọc, cả vua quan cũng đem y phục tiền bạc góp lại gửi giúp vợ chồng Đà Nị Già và bảo đến chỗ Phật nghe pháp. Thuật đến đây, Phật bảo A Nan: Đà Nị Già nghèo khổ xưa kia nay là thúc ly tỳ kheo ni vậy. Do lòng thanh tịnh bố thí nên trải 91 kiếp sanh nơi nào đều có y phục tùy thân, không hề túng thiếu. Và do ngày trước ở nơi pháp hội của tỳ bà thi Phật nghe pháp phát nguyện giải thoát nên nay được gặp ta và đắc đạo quả A-la-hán. Vậy các ông nên tinh tấn nghe pháp bố thí. Phụ bình. Sự giao tiếp ở đời người ta thường bảo tiếng chào cao hơn mâm cỗ. Việc bố thí cũng vậy, cái cao quý do tấm lòng, không tại nơi vật quý. Và bố thí một ít nhưng thâu hoạch cả muôn vàng. Hai vợ chồng Đà Nị Già chỉ có một cái chăn, người này mặc đi kiếm ăn thì người kia phải trần truồng ngồi nhà đợi. Ôi, trên đời có vô số kẻ cơ bần, nhưng nghèo đến như hai vợ chồng này thật thế gian hy hữu. Vậy mà Đà Nị Già làm được phước báo nhãn tiền và đời đời sanh nơi phú quý có y phục tùy thân, chỉ đến đắc đạo tưởng chưa quá đáng. Chúng ta giàu nghèo lắm cũng bằng Đà Nị Già là cùng. Thẳng như chưa làm được việc bố thí, chớ đổ rằng vì túng thiếu mà nên tự nhận vì thí tâm của ta chưa dõng mãnh vậy. Hai mươi sáu, thấy sát sanh vui theo bị quả báo. Có một vị trưởng giả tài của vô số kể nhưng hiếm con. Ông chỉ có một người con để nối dòng. Con ông rất thông minh, tuấn tú, thế gian ít người sánh kịp. Bao nhiêu tình thương và hy vọng ông đều đặt vào đứa con yêu quý duy nhất ấy. Đứa nhỏ đến tuổi thành nhân, ông chọn nơi môn đăng hộ đối cưới vợ cho con. Một hôm vợ chồng nó ra huê viên ngắm cảnh, vợ thấy hoa phượng dĩ nở đỏ cành thật thích ý. Chồng muốn làm vừa lòng vợ, trèo lên cây định bẻ một cành hoa biếu vợ, chẳng may gãy nhánh té xuống chết tốt. Trưởng giả hay tin con té chết, quá đỗi sầu thảm, khiến người tẩn liệm quàng tại nhà sau. Ngày ngày ông đến linh cữu khóc than thảm thiết, ngất đi tỉnh lại chẳng biết mấy lần.
Ngày kia Phật đi hóa trai đến nhà trưởng giả. Ông thỉnh Phật vào nhà cúng dường cơm nước. Phật thấy ông buồn rầu tiều tụy, bèn hỏi duyên do. Trưởng giả đem việc con mình chết bất đắc kể lại và bạch: Bạch Thế Tôn, chẳng rõ nhân duyên tội nghiệp ra sao mà con tôi phải chết yểu, lưu sầu thảm hại cho tôi như vậy. Phật bảo: Này trưởng giả, cách đây vô số kiếp, có ba người thương buôn đang ngồi dưới bóng cây bên vỉa đường nghỉ mệt. Có một đứa nhỏ mang cung tên đến gần ba người ấy, dừng lại, giương cung nhắm bắn một con chim đang đậu trên cành. Ba người đồng nói: Chim đậu trên cao như vậy mà ngươi bắn trúng thì hay lắm. Đứa bé buông dây, chim bị tên xuyên ngang mình rớt xuống chết tốt. Ba người kia vỗ tay khen ngợi tài thiện xạ của đứa trẻ. Phật nhìn ngay đứa trẻ kết thúc câu chuyện. Phật nhìn ngay trưởng giả kết thúc câu chuyện. Ba người thương buôn khi trải qua nhờ tu phước đức nên nay một người làm thiên đế cõi trời, một người sanh cõi nhân gian giàu có muôn hộ chính là ông, và người nữa là Long Dương ngự trị dưới thủy cung. Còn đứa bé thiện xạ kia đã sanh làm con thiên đế, vừa bị yểu tử. Thiên đế đến nay còn sầu não, kế xuống nhân gian làm con trưởng giả và bị té cây chết, khiến trưởng giả buồn khổ. Hiện giờ nó đã đầu sanh làm con của Long Dương và ít lâu sẽ bị chim kim xúy điểu ăn thịt, khiến Long Dương cũng sầu thảm như ông vậy. Bởi xưa kia hoan hỷ với việc sát sanh của đứa bé ấy nên phải thảm khổ vì sự yểu tử của nó. Phụ bình. Theo kinh Phật dạy, phàm tạo nghiệp lành dữ đều có ba cách: tự mình làm, khuyên người làm và thấy người khác làm mà vui theo. Trường hợp của trưởng giả nói trên là kiến sát tùy hỷ, thấy sát sanh mà vui theo. Kẻ sát sanh mạng căn ngắn ngủi, người vui thấy diệt sát tất phải khổ sầu vì kẻ bạc mạng kia. Nhưng ôi, vui chẳng có bao mà khổ thật quá khổ. Nên chúng ta tin luật nhân quả, dù không có phương tiện làm lành, ta cũng nên khuyên người làm và vui vẻ, hài lòng khi thấy người khác làm được gì phải hầu tránh khổ báo, lại được yên vui về sau vậy. Hai mươi bảy, cậy thế quỷ thần. Có vị tỳ kheo vừa khóc vừa đi lang thang trên quãng đường rừng vắng vẻ, bỗng có một con quỷ hiện ra đón nói: Ông đi đâu, vì sao khóc lóc? Tỳ kheo đáp: Tôi chẳng may phạm giới, bị giáo hội trục xuất, dân chúng thấy vậy không cúng dường nữa, nên tôi phải bỏ tụ lạc đi nơi khác, nghĩ tội phận nên tôi khóc. Quỷ bảo: Vậy ông cũng đồng cảnh ngộ với tôi vì phạm tội nên bị Tỳ Sa Môn Thiên Vương đuổi đi. Bây giờ tôi có kế giúp ông được dân chúng tín nhiệm cúng dường long trọng, nhưng ông nhớ khi được món gì trước phải cúng vái tôi. Tỳ kheo hứa chịu. Quỷ bèn cõng tỳ kheo bay về chỗ cũ. Dân chúng tụ lại chỉ thấy tỳ kheo chớ không thấy quỷ. Ngờ tỳ kheo đắc đạo biết đằng dân, cùng nhau lễ bái thỉnh về chùa, lại còn khiển trách giáo hội xét đoán không công minh, đuổi oan người đắc đạo. Từ đấy dân chúng tấp nập đem dâng cúng lễ vật. Tỳ kheo y như lời hứa, mỗi mỗi đều vái cúng cho quỷ trước. Ngày kia quỷ đang cõng tỳ kheo du hành trên không, chẳng may gặp quan thuộc của Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Quỷ kinh hãi ném tỳ kheo xuống đất và tận lực đào tẩu. Tỳ kheo bị rơi từ không trung xuống đất nát thay. Phụ bình. Trên đời này có lắm kẻ không quan thiết đến việc trao luyện tài đức, chỉ chuyên chạy chọt nịnh bợ cầu cạnh vào quyền thế của người khác để hưởng danh vị lợi lộc mà đúng ra mình không xứng đáng hưởng. Ngày kia chỗ dựa nương ấy siêu đổ, tất mình phải mang khổ nhục.
Điều này hằng xảy ra trên thực tế mà ai cũng từng chứng kiến. Trường đời đã vậy, trong cửa đạo cũng lắm hạnh dối tu, mang lốt bề ngoài để lòe người đặng lợi dưỡng tấm thân. Có kẻ dùng phù chú hay ở ngáp xuống lên, thượng sát cởi đồng, nương dựa quỷ thần, dối nói việc thiên cơ, đoán họa phước tương lai cho người để mua chút hư danh. Những hạng người nói trên, nếu chẳng sớm cố gắng tự trau dồi đức hạnh trí tuệ cho xứng đáng được đời tôn trọng, lại cứ lừa dối mãi, e ngày kia như tỳ kheo rơi ngã thiệt thân. Hai mươi tám. Quán tặc đón đường. Một hôm, Phật cùng đệ tử đang đi theo đường cái, bỗng Phật rẽ tắt vào đường cỏ. A Nan thưa hỏi duyên do, Phật bảo: ở trước kia có quán tặc đón đường, chốc nữa ba người phạm chí sẽ bị hại. Giây phút sau, có ba người phạm chí đi đến gặp vàng bạc bảo vật tụ đóng ở dãy đường. Ba người thu lượm rồi bàn tính: giờ đã trưa rồi, vậy hai người ở lại giữ vàng, một người trở xuống chợ mua thức ăn rồi sẽ lên đường. Phân công xong, người mang tiền xuống chợ vừa đi vừa nghĩ, sẵn dịp sẽ dùng độc dược thuốc hai người kia để hưởng trọn tài của một mình, có thể hơn chia lấy một phần ba. Nghĩ đoạn đến chợ, người ấy mua thuốc độc trộn vào đồ ăn đem về. Hai phạm chí ở lại giữ vàng cũng sanh lòng bất chánh, thương nghị cùng nhau giết tên kia để đạt phần của y. Tên phạm chí đi mua thức ăn đem về, bất ngờ bị hai người kia hạ sát. Thi hành xong thủ đoạn, họ ném thay tên ấy vào rừng, rồi lấy đồ ăn ra dùng, bị ngộ độc chết cả. Phụ bình. Người đời thiếu thốn tiền của chịu lắm điều điêu đứng, trái lại kẻ có tiền nhiều thì được hạnh phúc sung sướng. Vậy mà Đức Phật cho rằng vàng ngọc là oán tặc đón đường, có quả vậy chăng? Cứ theo chuyện vừa kể trên và chiêm nghiệm ngay các việc xảy ra hàng ngày mà chúng ta đã thấy hoặc đọc trong các báo, những vụ giết chóc, phản bội, tàn hại nhau vì tiền không kể xiết, đủ chứng minh vàng ngọc tiền của thật là oán tặc. Vì nó mà muôn ngàn thảm họa nảy sinh, cả đến chiến tranh bùng nổ khắp trên thế giới ngày nay cũng vì tham lợi. Người ta bảo đời nay là thời đại kim tiền, vì kim tiền ngự trị trên tất cả. Nhưng xét cho cùng, vàng bạc phải chăng thật có mãnh lực vạn năng đến thế? Đúng ra vàng bạc là vật vô tri, nào biết hại ai, chỉ tại lòng tham độc con người tự hại lấy mình. Vật vô tình tại mình hữu ý, báo vật chẳng qua là một duyên cớ, một mục tiêu để người ta nhắm vào mà tranh đoạt. Dứt được lòng tham này, thế giới sẽ hòa bình ngay, và báu vật không còn là oán tặc nữa. Trái lại, ta có thể dùng nó làm lợi khí giúp đời qua cơn túng thiếu. Chính Đức Phật có dạy, tài vật không đáng tiếc và cũng chớ nên khinh, như trong câu chuyện sau đây. Hai mươi chín. Chớ nên tiếc cũng chớ nên khinh thân mạng và tài vật. Có 500 vị lực sĩ xuất gia làm tỳ kheo đồng ở chung một chỗ tọa thiền học đạo. Một hôm trộm thừa lúc tỳ kheo đang tụng niệm lén đến lấy tất cả đồ đạc. Mỗi vị tỳ kheo chỉ còn một bộ nê hoàng tăng đang mặc. Bèn đến bạch Phật hay tự sự. Phật bảo: sao các ông không tri hô lên khi kẻ trộm mới đến? Tỳ kheo bạch: vì từ trước đến giờ Thế Tôn chưa cho phép nên chẳng dám. Phật bảo: nếu không hô lên, trộm lột hết đồ đạc các ông, ai đền lại cho? Vậy từ nay ta cho phép các ông, nếu có trộm đến la lên, lấy gậy, đá, ném, đập dọa đuổi nó đi, nhưng chớ cố làm cho nó bị thương tích. Thân mạng và tài của đối với người tu không đáng tiếc, cũng chớ nên khinh.
Thân không đáng tiếc vì nó là một vật vô thường, bại hoại, không bền vững. Người si mê cho thân mạng và tài vật là thật của mình, đem lòng thương tiếc, tham đắm, gây nhiều nghiệp bất lành, thác đọa vào ác đạo. Bởi thế nên không đáng tiếc. Thân chớ nên khinh, vì nhờ có thân này khi gặp bậc hiền thánh kính quỳ lễ bái tiếp nghinh, sao nhờ phước đức ấy đắc kim cương bảo trân. Thế nên chớ hủy hoại thân thể. Mạng sống chẳng đáng tiếc, vì con người muốn bảo tồn mạng sống nên sát hại, cướp trộm, dâm dật, đố, miệng nói giọng ngữ ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, tâm sanh tham sân si, tà kiến, về sau bị đọa địa ngục. Lại chớ khinh mạng sống, vì nhờ có mạng sống nên gặp thánh hiền, nghe được pháp yếu tu hành, sao đặng phước báo thọ mạng vô lượng. Thế nên chớ khinh mạng sống. Tài vật không đáng tiếc, vì nó thuộc của năm nhà: vật cướp, nước trôi, lửa cháy, quốc gia trưng dụng, con bất hiếu phá tán. Năm điều ấy bất ngờ xảy đến khiến tài vật tiêu tan. Lại chẳng nên khinh tài vật, vì nhờ có của, gặp bậc đại phước điền dùng nó để bố thí cúng dường, sao sẽ đặng kho tàng bảy báo khắp bốn phương cứu giúp được vô số kẻ nghèo đói. Thế nên chớ nên khinh hủy tài vật. Đức Phật ân cần giảng tiếp: phàm bố thí tu phước chớ nên cầu phước báo cõi nhân thiên, hãy cầu quả Phật. Ví như gieo trồng hạt giống, chỉ cầu trổ trái, chẳng cần cây lá, nhưng cây lá tự nhiên sanh ra trước. Tu phước cầu Phật quả, quả tuy chưa đến, nhưng ngôi vị Kim Luân Vương, Đế Thích Phạm Vương tự nhiên đến trước vậy. Phụ bình. Có thân phải khổ vì thân, lẽ ấy ai ai cũng rõ. Nào đói rét, tật bệnh, nào thiên tai địa ách, muôn ngàn thảm họa đều trút đổ lên thân. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệt, nên khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Tuy thế, nhưng ai cũng mến tiếc xác thân, thương thân, tại sao không bảo tồn nó được? Vì thế, Phật dạy thân không đáng tiếc. Trên thực tế, thân chẳng phải vô ích. Bao công lao hiển hách, những triết lý cao siêu và cả công trình vĩ đại có lợi ích cho đời, há chẳng nhờ tiền nhân cùng các bậc tài cao đức lớn đem thân mạng ra xây dựng nên ư? Vì thế Phật cũng vậy, chớ nên khinh hủy thân mạng. Có thân mạng mới tu hành và làm được các việc hữu ích. Nếu có thêm tài của càng hay, nhưng ta phải ngự trị được thân mạng tài của. Nếu để chúng sai khiến lại ta, thì tài của sẽ là oán tạch, đời sống tối tăm đau khổ, và thân là kho chứa những tai họa kinh hồn. Cách ngôn Tây Phương có câu: tiền của là một đứa tớ rất tốt, nhưng là một ông chủ tàn ác vô cùng. Ba mươi lẽ họa phước. Có một vị trưởng giả thiết thực đem đến chùa cúng dường cho 10 vạn chư tăng để cầu phước vui ở cõi trời. Trong số sa môn có một vị tuổi quá già, đầu bạc, răng rụng, thân thể gầy ốm, đã chứng quả la hán đắc lục thông, làm thượng thủ cai quản tăng hội. Sau khi chú nguyện thọ thực, lão tỳ kheo bảo chủ nhà rằng: đàn dược bố thí hôm nay đắc đại tội. Bấy giờ những vị sa môn chưa đắc quả bảo nhau: thượng tọa già lẩm cẩm nói trái lẽ. Ông đáp: ta nói sự thật chẳng phải sai đâu. Chúng sa môn hỏi: vì sao gieo giống phước lại đắc tội? Ông đáp: các ông biết một vừa biết hai, người này nhờ gieo giống phước sao được sanh lên cõi trời như sở nguyện, nhưng trong khi hưởng phước vui sanh lòng kiêu mạn, chẳng cầu đạo giải thoát, gặp Phật không quy y, thấy pháp kinh chẳng cần xem, không kính trọng sa môn, tâm tánh buông lung phóng dật, đến khi thiên phước hưởng tận sẽ đọa vào ác đạo vô lượng kiếp,
đền xong tội nghiệp mới thoát khỏi. Vì tham thọ hưởng vui thế tục, nếu chuyển tâm hướng về theo chánh đạo, gieo giống lành, ngày sau hưởng sẽ khỏi bị hậu quả khổ sở. Phụ Bình. Họa đó rồi phước đó, trong may có rủi, trong rủi có may, như truyện tái ông mất ngựa. Đó là họa phước do túc nghiệp tiền duyên mà con người thường cho là định mệnh. Còn đây lẽ họa phước do lòng kiêu sa của người khi thạnh thế, hay lòng trắc ẩn khi thấy kẻ đồng bệnh tương thân. Có người lâm cơn nguy nạn, ngẫm mình mà xét đến người nên làm được việc phải, nhưng lúc sang vào quên thuở hàm di, làm điều thương luân ác đức. Lại có kẻ giàu thì dâm dật kiêu căng, nghèo túng thì sinh ra gian hùng điêu trá, nghiệp bất lành chưa trả mãi dai thêm. Với kẻ ấy, cảnh nào cũng là cơ hội không may. Nếu tin ở nghiệp quả luân hồi, biết lấy sự giải thoát làm định hướng cho mình, thì giàu nghèo, sướng khổ không thể xoay chuyển được thiện tâm. Sống ngoài dòng tục lụy, thông dong thọ hưởng lúc giàu sang, vui vẻ chịu đựng cơn bỉ cực. Với người đã tìm hiểu chân lý, lạc đạo an bần, dù gặp cảnh nào cũng là cơ hội tốt. Đức Phật dạy, thà ở trong tội tác phước, chớ nên ở nơi phước tác tội. Bị diệt nước ràng buộc, đau ốm, nghèo khó mà tu phước đức, đó là trong tội tác phước. Được an nhàn tu học, lại không lo hành đạo, tụng niệm kinh điển, tức là nơi phước mà tạo tội. Thể theo ý trên, chúng ta có thể kết luận một câu mà kẻ tiểu nhân đắc thế thường cho là nói đúng: thà nghèo mà biết tu hành tác phước, còn hơn người giàu có chỉ kiêu sa phóng dật, gây nhiều ác nghiệp. 31. Thiên kiến. Có vị thái tử vừa lên 7 tuổi đã theo thầy vào non học đạo, không từng hiểu biết về việc xử thế. Khi vua cha băng hà, các quan lên non tìm rước thái tử về nối ngôi. Thái tử về cung, được trù quan nấu nướng các thức ăn cao lương mỹ vị dâng lên cho thái tử. Ăn ngon miệng, thái tử khen ngợi trù quan là bậc tài giỏi nhất đời, mỗi mỗi việc nước đều hỏi trù quan cả. Quần thần thấy vậy cười bảo Tân Dương: trù quan chỉ giỏi nấu ăn thôi, quốc gia đại sự mỗi việc đều có người chuyên môn cai quản. Trị nước có quan lại bộ, binh dung có quan binh bộ đảm nhiệm, không thể chỉ dùng một người mà hoàn thành được muôn việc, nhất là việc lớn lao hệ trọng. Tân Dương hiểu ra, tự cười sự thiên kiến quá ngớ ngẩn của mình. Phụ Bình. Cách ngôn xưa có câu: nhất ngôn trúng dạng ngôn dụng, nhất ngôn bất trúng dạng sự bất thành. Ôi, vì sao chỉ trúng được một lời thì cả dạng lời đều tin dụng, còn rủi trật một lời cho rằng dạng sự hỏng bét. Vậy nếu lời nào trúng thì dùng, còn trật thì thôi chẳng đặng ư? Chả hiểu có phải nhờ ảnh hưởng của câu châm ngôn ấy mà những nhóm sơn đông khoe tài ảo thuật của chúng rùm beng, và nhờ nói được làm được nên chúng bán thuốc rất chạy. Lối thiên kiến và cố chấp ấy làm như thông bệnh của mọi người. Thầy Mạnh Tử bảo: ta không ưa tật cố chấp, nó chỉ được có một việc mà hư hỏng cả mọi việc. Sự thiên kiến và cố chấp hay làm ngăn trệ trí hóa của ta. Giả như có một sự nhận xét nào hay, xem được một quyển kinh nào phù hợp, liền cho ý kiến ấy tuyệt diệu, quyển kinh ấy đầy đủ rồi, từ khước mọi ý khác dù có hay hơn, không chịu xem một quyển kinh nào khác dù là kinh Phật, thì ta không tài nào tiến xa hơn nữa. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Cái chân lý tuyệt đối tất nhiên không thể dùng đến lời nói, vì ngay chữ tuyệt đối đã là con đẻ của tương đối rồi. Đã tương đối tất có hàm chứa mỗi mỗi cái hay, cái phải của nó. Muốn nhận xét đúng sự thật, tiến đến chỗ hiểu biết sâu xa, làm nên việc lớn, ta phải xem xét toàn diện sự thật, dung hợp những ý kiến hay và biết dùng người đúng chỗ. Việc tu hành cũng vậy,
chớ quá câu nệ thiên chấp một pháp nào, rồi tuyệt bỏ tất cả Phật pháp mà thành ra ngớ ngẩn như nhà vua trị nước chỉ biết có người đầu bếp. Ba mươi hai, xuống mà lên. Có vị quốc vương mỗi lần gặp vị sa môn đều xuống xe lễ bái. Quần thần cho như vậy là giảm giá trị của vua nên can: Tâu bệ hạ, ngài là bậc tối tôn trong nước, chớ nên xuống xe lễ bái các sa môn, e làm nhục quốc thể. Vua đáp: Các khanh chẳng hiểu, phàm kẻ biết khiêm cung lễ kính cha mẹ, các bậc tôn trưởng sa môn, hiện thế được thiên hạ kính, vì sau khi mạng chung sẽ sanh lên cõi trời hưởng phước lạc. Trẫm nay xuống xe hạ mình lễ kính chư tăng, ấy là trẫm lên, chứ có xuống đâu mà các khanh phòng sợ nhẹ quốc thể. Các quan nghe nói đều cúi đầu khâm phục. Phụ bình: Con người nếu thiếu tánh tự trọng, tất không gìn được giá phẩm, bạ nói bạ làm, vô liêm bất chánh. Người như vậy dẫu có tài giỏi hoặc ở địa vị nào cũng đáng khinh bỉ, nhòm gớm. Trái lại, người biết tự tôn tự trọng, dù ở nơi vắng vẻ chẳng làm điều bất chánh, tính việc sằng xiên. Thế nên đức tự trọng cần phải có, vì nó là cái danh dự chơn chánh và đạo quý của con người. Nhưng tự trọng là không phải dênh dênh tự đắc, khi người ngạo vật thành ra ngạo mạn kiêu căng, sống đã vô bổ cho xã hội, còn khiến cho mọi người chán ghét. Bây giờ xét qua tánh khiêm hạ có phản trái với tánh tự trọng chăng? Một vị giáo sư cúi đầu đáp lễ đứa bé đang kính cẩn chào mình. Xin viên hỏi: Sao thầy lại hạ mình chào một đứa trẻ nhỏ? Giáo sư đáp: Vì ta sợ nó chê ta không biết lễ bằng nó. Khiêm tính không làm giảm giá trị của ta. Nếu địa vị càng cao, ta càng nên khiêm hạ. Càng khiêm hạ, phẩm giá càng tăng, người đời càng yêu thích. Theo Phật dạy, tâm ngã mạn, cống cao sẽ sanh nơi đê tiện hèn hạ, tâm khiêm cung sẽ sanh nơi tôn quý. Và theo luật phản ứng tự nhiên, khinh người thì người khinh lại, trọng người thì người trọng lại. Cứ như trên thì khiêm cung tức là tự trọng, tự nâng cao phẩm giá của mình. Trái lại, tự kiêu, coi ta đây là hơn hết, xem đời như thể rác rơm, đó là xúi người phỉ nhổ mình, tự làm cho đời mình trở nên hạ tiện. Rõ lẽ hạ mình xuống, để đời mình cao vượt lên như già vua đây, quả đáng làm gương cho thế nhân vậy. Ba mươi ba, pháp vũ nhiệm màu. Bọn ngoại đạo vào thời Đức Phật còn trụ thế vốn oán ghét đại đức Mục Kiền Liên đã làm cho chúng giảm uy tín, mất hết tín đồ. Vì Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Đức Phật, thần thông đệ nhất, do thần thông lực mà bọn ngoại đạo bị ngài hàng phục, nên chúng hợp nhau cùng mưu tính trả thù. Bởi thấy mãnh lực vạn năng của mỹ sắc, chúng dùng tiền bạc mua chuộc một người đàn bà chuyên nghề bán phấn buôn hương. Nàng này tuổi ngoài 30 nhưng thân hình còn ẻo lả thướt tha, sắc đẹp còn mặn mà duyên dáng, dễ cảm lòng người. Nhất là nàng đã trải nhiều kinh nghiệm trong việc giao tiếp với đời, nên lời ăn tiếng nói dịu dàng khôn khéo. Bọn ngoại đạo xui nàng tìm cách cám dỗ, làm tiêu tàn giới đức của Mục Kiền Liên. Một hôm trên quãng đường rừng vắng vẻ, cô ả ngồi đón đại đức Mục Kiền Liên đi khất thực trở về. Khi Mục Kiền Liên đi gần đến nàng thì nàng đứng lên án đường và nhỏ nhẹ thưa: Bạch tôn giả, chắc ngài chẳng có việc chi phải vội, xin ngài dừng lại để tôi được cùng ngài hầu chuyện giây lát. Mục Kiền Liên đứng lại chú ý nhìn nàng. Qua cái nhìn ấy, chẳng những ngài thấy rõ sắc diện của nàng
mà luôn cả ý đồ đen tối của nàng nữa. Nghiêm sắc mặt, ngài bảo: cô đã sống một cuộc đời khổ sầu tội lỗi quá nhiều, nay lại vì tiền nghe lời ngoại đạo toàn có hành động ám muội với kẻ tu hành nữa sao? Cô ả giang hồ giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn còn cố gỡ gạt. Bạch đại đức, sao ngài có ý nghĩ không tốt cho tôi? Mộc Kiền Liên đáp: cô không thể che giấu được ẩn ý đối với tôi đâu. Cô vì quá thích ưa và ỷ lại nơi sắc đẹp ảo ảnh của mình mà lao vào đường nhơ xấu, và chính sắc đẹp ấy giúp cô có cơ hội làm ác, để rồi ngày càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi đau thương, khó có thể dùng dãy thoát ly ra được. Chẳng khác nào loài voi sa lầy càng lúc càng lún thêm đến thiệt mạng. Cô ả biến sắc, vừa kính phục đại đức, vừa bối rối hoảng sợ hậu quả cuộc đời tội lỗi của mình bấy lâu nay, bèn quỳ xuống cúi đầu thổn thức thưa: bạch đại đức, tôi là người đàn bà đã gánh chịu quá nhiều đau khổ bất công và sống một cuộc đời nhơ nhớp xấu xa. Tôi có thể đứng trước ngài một bậc thánh thiện để sám hối được chăng? Nói ra các điều tồi tệ của đời tôi, e ngài phải bịt tai quay mặt. Thấy nàng chân thành hối quá, Mục Kiền Liên ôn tồn an ủi: không hề gì, cô cứ nói, tôi sẽ tùy phương tiện giúp cô hoán cải cuộc đời. À, mà cô tên gì? Nàng tiếp tục kể lễ: kính thưa đại đức, tôi tên là Liên Hoa Sắc, sanh tại thành Bích Xoa. Năm 16 tuổi xuất giá theo chồng, sinh hạ con gái. Kế chẳng may cha mất, mẹ tôi về ở với vợ chồng tôi. Được ít lâu, mẹ và chồng tôi tư tình với nhau. Trời ơi, khi rõ được chuyện không may ấy, lòng đau quặn thắt can trường. Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ? Thôi, tôi đành âm thầm bỏ chồng con ra đi xa xứ, cho khuây khỏa nỗi lòng. Sau đó, tôi tái giá. Người chồng sau này thường đi thương mãi xứ xa. Có một dạo, chồng tôi sang thành Bích Xoa, nơi quê hương của tôi, để mua bán. Người bèn bỏ ra một số tiền to lớn, cưới một nàng thứ thiếp trẻ đẹp, đem về giấu giếm ở các nhà bạn hữu. Hay tin ấy, tôi làm dữ, khóc lóc, đe dọa đập phá, đòi chồng phải đem con bé ấy ra cho tôi xem, coi nó xinh đẹp như thế nào mà chiếm được ái tình của chồng mình. Lúc chưa thấy thì còn đỡ, khi thấy mặt kẻ tình địch, tôi ngã ra bất tỉnh. Trời ơi, kẻ cướp chồng tôi chẳng phải ai xa lạ, nàng là con gái của tôi với chồng trước. Trời ơi, còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Làm sao mà ngồi yên trong gia đình ấy nữa đây? Khổ tâm tới cùng cực, tôi đâm ra hận đời, oán người, liệt dấn thân vào chốn ăn chơi để đem sắc đẹp của mình ra trả thù thiên hạ, gây biết bao tai ác, biết bao gia đình tan nát, xáo trộn cũng vì tôi. Bao nhiêu sự nghiệp tiêu tán, tôi quyết trút hết nỗi oán hờn vào những bọn đàn ông đắm sắc mê hoa. Không nói, chắc ngài cũng rõ. Hiện tại đối với tôi, chỉ cần có tiền thôi, dù việc tồi tệ xấu xa đến đâu cũng chẳng từ. Thuật đến đây, Liên Hoa Sắc nước mắt ràn rụa, người nhìn Mục Kiền Liên bạch: bạch đại đức, một người đàn bà tội lỗi ngút đầu như tôi chắc không làm sao mà rửa sạch được. Mục Kiền Liên xót thương khuyến khích: nàng chớ ngại, y phục lỡ dính bùn đất, giặt giũ sẽ hết dơ, thân thể bám đầy bụi bặm, tắm rửa sẽ sạch sẽ lại. Còn tâm hồn quen ố vì tội lỗi thì phải dùng Phật pháp để tẩy trừ. Nàng hãy thành lòng hối quá quy y Tam Bảo tu hành, hầu chấm dứt quãng đời truân chuyên oan trái ấy đi. Liên Hoa Sắc vui mừng khôn tả,
lễ tạ một kiền liên, nhờ giới thiệu với Phật, xin quy y thọ giới xuất gia tu tập. Bởi quá khổ sầu chán ngán cuộc đời tình ái dở dang, quá nhọc nhằn vì nén bạc đồng tiền, liên hoa sắc lòng trần nguội lạnh, nàng thành tâm nương theo Phật pháp tu hành. Ít lâu sau, nàng được chứng thánh quả, nổi danh là bậc thần thông đệ nhất bên ni giới. Ba mươi bốn, xuất gia vì tình ái. Đại đức A Nan, em chú bác của Phật, xuất gia từ thuở nhỏ, có trí nhớ phi thường, giàu tình cảm và có nhiều đức tánh nhã nhặn, khiêm cung, từ ái. Lúc còn trẻ tuổi, ông rất khôi ngô tuấn tú, giọng nói thanh tao, lời lẽ ôn hòa, dễ làm cảm lòng người. Các tín đồ đều thích luận đàm đạo lý với ông, nhất là tín nữ. Chỉ đến các tỳ kheo ni cũng thích nghe ông thuyết pháp, dù rằng ông chưa đắc thánh quả. Đa số người vì cảm mến ông mà quy y Phật pháp. Đời ông cũng do đó mà thường gặp chuyện rắc rối với nữ nhân, chịu biết bao sự hiểu lầm, biết bao lời chỉ trích bởi sự ghét dơ của ngoại đạo. Mãi đến khi ông được chọn làm thị giả theo hầu bên Phật mới hết mang tai tiếng. Xét thấy mình thường bị quấy nhiễu bởi nữ nhân, nên lúc Phật sắp nhập Niết Bàn, ông quỳ một bên kính cẩn thưa: Bạch Thế Tôn, xin Đức Từ Bi chỉ dạy chúng con một lần sau cùng trước khi cách biệt. Thưa Thế Tôn, từ nay chúng con đối với nữ nhân phải như thế nào? Đức Phật nhìn khắp các đệ tử ôn tồn đáp lại A Nan và cũng khuyến cáo chung: Này A Nan, muốn thoát ly phiền não, chứng ngộ thánh đạo, chớ nên bận biệu vì nữ sắc. A Nan, tuy ông tuổi đã dày chịu, cũng tốt hơn là đừng tiếp kiến nữ nhân. Nếu việc cần phải tiếp xúc với họ, thì nếu người già nên xem như mẹ, với người lớn tuổi hơn mình xem như chị, với người nhỏ hơn nên xem như em gái. A Nan, ông nhớ ghi lời ta nhé. Thuở A Nan còn là một tỳ kheo nhỏ tuổi, có một hôm khất thực xong trở về kỳ viên tịnh xá, cảm thấy khát nước, bèn đến trước một cô gái đang xách nước bên bờ giếng gần đấy, lễ phép nói: Thưa cô, xin cô vui lòng bố thí cho tôi một bát nước. Thiếu nữ ngước nhìn lên thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi trang mạo khôi ngô đứng cúi đầu trước mình, biết là A Nan, nàng kinh sợ lùi lại mấy bước, khép nép thưa: Chẳng dám bạch đại đức, kẻ tỳ nữ thuộc giai cấp hạ tiện, đâu được hân hạnh cúng dường cho ngài một vị dương tử xuất gia. A Nan nhã nhận đáp: Cô chớ ngại, là một vị tỳ kheo ôm bát xin ân, tất nhiên không còn phân giai cấp sang hèn. Thiếu nữ hân hoan kính cẩn dâng A Nan một bát nước. Uống xong, A Nan ngỏ lời cảm tạ rồi chậm rãi bước đi. Thiếu nữ nhìn theo ông đến khi khuất dạng, và bóng hình người Phật tử trẻ trung oai nghi trong pháp phục vàng chói đã in sâu vào tâm khảm. Dư âm thanh tao đượm tràn thiên ý của A Nan còn văng vẳng bên tai. Nàng thiếu nữ đang tuổi xuân tình bộc phát, cảm thấy bàng hoàng ngây ngất, lửa yêu đương bắt đầu nhóm cháy trong tim. Suốt ngày nàng không thiết đến làm lụng ăn uống, chỉ nằm giả dưỡi mơ màng, thả hồn theo mộng tưởng ái ân. Mẹ nàng nhiều lần gạn hỏi, khi biết được con mình si tình vì sắc đẹp của A Nan, một người đã xuất gia và thuộc dòng quý tộc, bà buồn rầu vô hạn, thương xót con vừa mới biết yêu lại liền thất vọng. Bà đánh liều liền thỉnh một thầy chú thuật dùng bùa chú làm cho A Nan mê luyến con bà. Chẳng biết có phải do sự linh ứng của phù chú chăng, mà một hôm A Nan đi ngang, thiếu nữ đứng giữa cửa liếc mắt mỉm cười đưa tay ngoắt. A Nan tức thời như bị một nghị lực vạn năng khiến ông nửa mê nửa tỉnh, không còn tự chủ riu ríu bước vào nhà thiếu nữ. Thiếu nữ mừng rỡ bày tỏ tình yêu tha thiết của nàng đối với ông. Giữa lúc sắp sa vào tội lỗi, bỗng nhiên lý trí bừng dậy. A Nan chợt tỉnh, nghĩ mình đã xuất gia thọ cuộc túc giới, mà vào phòng nữ nhân như vậy thật rất phi pháp.
ông thấy mình hiện tại như đang đứng trên dù đá treo leo trơn nhớt và dưới chân là hố sâu thăm thẳm. Tấn thối lưỡng nan và chỉ một chút gió lay cũng đủ làm khuynh đảo tiêu tan cả Huệ Mạng. Đúng lúc ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất dâng lời Phật hiện đến giúp A Nan bừng tỉnh, rồi dẫn ông về tịnh xá cùng thiếu nữ si tình ấy. Về đến tịnh xá, thiếu nữ ra mắt Phật, nàng quỳ mọp sát đất trước Phật thỉnh cầu, xin Phật từ bi chấp nhận nàng được bên cạnh A Nan trọn đời trọn kiếp. Phật nhìn nàng mỉm cười. Nàng muốn được làm vợ A Nan lắm sao? Thiếu nữ gật đầu. Phật từ tốn. Điều đó không khó. Nếu nàng muốn được sống gần A Nan thì phải chấp nhận một việc. Không biết nàng có ưng thuận không? Thiếu nữ mừng rỡ. Bạch Phật, dầu nhảy vào lửa đỏ hay đi trên băng tuyết, con cũng dâng chịu. Phật điềm tĩnh bảo. Nếu vậy nàng xuất gia tu học để được ta chấp thuận yêu cầu của nàng, nàng nghĩ sao? Thiếu nữ ngoan ngoãn ưng thuận. Đức Phật làm lễ thế pháp cho nàng. Vì tình yêu lý tưởng, thiếu nữ cố gắng hành trì tu học, thậm chí nghe Phật thuyết pháp. Thời gian lần lượt trôi qua, pháp vũ dần thấm mát lòng nàng. Nếp sống lặng lẽ trang nghiêm nơi tịnh xá khiến bảo lòng êm dịu lại, sống tâm lắng hạ đi nhiều. Nàng hiểu được đời là giả tạm, vạn vật vô thường, xác thân ô uế. Ái dục là nguồn cội các khổ. Sau những ngày triền miên nhập định tham thiền, suy gẫm lời Phật dạy, lửa tình dục tắt hẳn. Rồi bỗng nhiên trong đống tro tàn nguội lạnh của tâm tư bừng sáng lên ánh sáng trí tuệ. Thiếu nữ đắc thánh quả. Nhớ lại hành động điên cuồng của mình cách nửa năm về trước, trong lúc quá say mê tình ái, nàng rất hổ thẹn, đến cúi mình lễ sát chân Phật, nhưng lần này với vẻ vô cùng kính trọng và cảm kích rơi lệ. Bạch Thế Tôn, lòng từ bi của ngài thật rộng lớn tựa biển trời. Đối với nữ nhân hạ tiện như con đây mà Thế Tôn cũng hết lòng tìm phương cứu độ. Nay con được chứng quả trước ông A Nan, xét lỗi xưa lấy làm xấu hổ. Xin Thế Tôn chứng cho con sám hối, và con xin nguyện suốt đời ở trong tăng đoàn làm tỳ kheo ni, noi gương hành đạo của Phật Đà. Thiếu nữ lưu để một câu chuyện khá lý thú trong giới thiền lâm, ấy là Ma Đăng Già, người con gái si tình mà những ai có xem kinh Lăng Nghiêm đều nghe và biết tên nàng. Phụ Bình. Câu chuyện này như câu chuyện tên trộm giả xuất gia. Tuy buổi đầu vào cửa đạo với dụng ý bất hảo, nhưng khi tu Phật, hối cải chí tâm, tu tập cũng được chứng quả. Riêng chuyện Ma Đăng Già đã hiểu hiện tài phương tiện khéo léo nhiệm màu của Đức Phật ân cần chỉ giáo cho, thì mê giường bao lại chẳng tỉnh ra. Là Phật tử đọc truyện trên, chúng ta không khỏi buồn thương cho mình phước mỏng nghiệp dày, sanh sao Phật những 25 thế kỷ, trí mờ ám phải đương đầu lắm chuyện khó khăn, mắt lờ lệch phải dò dẫm trên đường nhiều nẻo lẻ. Giờ phải làm sao đây? Xưa Đức Phật có một hôm, ngài khuyên răn các đệ tử: giới luật là vị đại sư của các ngươi, giới còn Phật pháp còn, giới mất tức Phật pháp mất. Ba mươi lăm, đức độ qua sự ăn uống. Ánh vàng vừa ló bóng, vạn vật vừa trỗi dậy reo mừng chào đón bình minh. Mọi nơi người người rộn rịp sắp sửa họp buổi chợ đời, cảnh tưng bừng của ngày qua diễn lại. Nhưng ở đây khu vực hoàng cung vẫn im lìm, như nàng thiếu nữ Đài Cát phong lưu vừa tỉnh giấc nằm ráng trên giường ôn lại mộng du dương. Cây no sương đứng khoác chiếc áo màu xanh mướt, hoa trang điểm xong chúm chím cười dưới nắng hồng, cảnh vật nên thơ làm sao. Nhưng lạ thay, không một bóng người lai vãng, phải chăng đây là chốn hoang du tịch mịch, còn cung điện kia là di tích của một triều đại suy tàn? Không,
đó là hoàng thành đầy sát khí của ác sanh dương, một ông vua tin theo tà đạo rất hung tàn bạo ngược. Đã biết bao người vô phước bị giết chỉ vì để nhà vua gặp mặt trong khi người ngự giá đến chiêm bái nơi thiên miếu mỗi sáng tinh sương. Sáng nay như thường lệ, ác sanh dương ngồi chiếm trệ trên long xa, quan quân gươm giáo chỉnh tề theo hộ giá, đám người lặng lẽ bước đi như con độc xà bò nhẹ giữa rừng, không có tiếng nạt dẹp đường như các ông vua khác, vì từ hoàng cung đến thiên miếu vắng tanh, người vật đều lẫn trốn. Nhìn cảnh tịch mịch và khiếp sợ, nhà vua gật gù đắc ý với uy thế của mình. Bỗng vua quắt mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt vừa giận dữ vừa ngạc nhiên. Từ xa một bóng người thấp thoáng ẩn hiện sau rặng cây đang tiến dần về phía vua. Ai đó? Vua lầu bầu. Dạ có lẽ khách tha phương mới đến chưa hiểu điều luật của ta chăng? Khoảnh khắc khách đã đến trước xe vua, và lạ thay, nhanh như chớp, khách trở thành vị sa môn đoan chính oai nghi. À, hay cho ca chân viên. Vua hét to. Quân đâu? Bắt lão chọc đầu này đem giết ngay. Phải, đó là tôn giả Ca Chiên Viên thuộc dòng Bà La Môn trong nước của ác sanh dương. Bấy lâu ngài theo Phật tu học vừa chứng quả A La Hán, ngài vâng lời Phật dạy trở về cố quốc tùy cơ hóa độ nhân sanh. Ngài hóa ra khách lạ đón đường ác sanh dương và hiện lại nguyên hình. Trước cơn thịnh nộ ấy, ngài không chút sợ hãi, lễ phép cúi chào rồi đoan nghiêm hỏi lại nhà vua giữa sự kinh ngạc của ba quân tướng sĩ. Tâu bệ hạ, tôi bị giết vì tội gì? Nhà vua nói. Được, ta sẽ nói cho người rõ để chết khỏi ân hận. Nhà vua gằn từng tiếng. Sáng sớm mà gặp kẻ trọc đầu là điềm bất lợi, nên ta phải giết người. Người biết chưa? Nói xong, vua buông ra một chổi cười đanh ác. Tôn giả ôn tồn đáp. Tâu bệ hạ, nhà vua gặp tôi, nhà vua không tổn hại gì cả. Trái lại, vừa gặp vua, tôi liền bị giết. Như vậy lời nói của bệ hạ đổi lại cho tôi mới đúng, do túc nghiệp. Sẵn thông minh, vua mím môi, để khỏi phải cười vì lời nói rắn rỗi, ý vị sâu xa xác đáng ấy. Tuy nhiên, vốn không ưa các sa môn, vua dằn mặt. Đây là lần đầu tiên ta tha cho một người dám gặp mặt ta trước giờ ta chiêm bái thần miếu. Hãy đi đi, cút ngay cho khuất mắt ta. Tôn giả Ca Chiên Viên chào vua, rồi liền rẽ bước vào rừng cây khuất dạng. Ác Sanh Dương mỉm cười quay ra bảo hai viên thị vệ. Hai người phải giả dạng thường dân theo dõi gã trọc đầu ấy xem hắn ở đâu, làm gì, người như thế nào. Xong, về báo cho ta rõ. Thử ra mắt vua xong, tôn giả Ca Chiên Viên tìm nơi gò cao vắng vẻ ngồi tham thiền nhập định, hằng ngày khất thực nuôi thân. Được thí chủ cúng hiến món gì, ngài đều chia cho hai tấn sĩ rất thân cận thường xuyên học hỏi với ngài. Mỗi buổi cơm, ngài đều nhín bớt phần ăn cho loài cá kiến. Dù là ở nơi hoang vắng, ngài vẫn giữ giới hạnh tinh nghiêm, đi đứng và ngồi oai nghi đầy đủ. Đời sống của ngài thanh cao như một tấm gương trong sáng, không một chút bụi trần. Sau một thời gian dò xét, hai tấn sĩ thám thính ấy trở về cho vua hay các việc làm của tôn giả Ca Chiên Viên. Một hôm, vua truyền thỉnh tôn giả vào thành dọn một bữa ăn rau đạm bạc cúng dường. Khi thọ trai xong, vua bèn hỏi: Ngài dùng bữa có ngon không? Tôn giả đáp: Ăn được nên cảm thấy no đủ. Ngày sau, vua liền cúng dường toàn những món sơn hào hải vị sang quý và cũng sai người đến hỏi thăm tôn giả coi có vừa miệng thích ý ông không. Tôn giả vẫn đáp y như trước. Vua lấy làm lạ, thân hành đến. Này sa môn, vì sao trẫm hiến các món ngon dở ông đều bảo là nhờ ăn được nên thấy no đủ? Tôn giả đáp: Thì như lọ lửa, dù chụm củi trầm hương hay rác rến, thảy đều để đun cháy. Thân này cũng vậy, vì món ăn ngon dở cũng để no bụng lật cùng. Thân này như chiếc xe, chẳng can mùi vị đốt, mỡ dầu thơm hoặc hôi, chỉ dùng để trơn cốt. Vua nghe ông kể gật đầu, nhận tôn giả là người đức lớn. Bấy giờ
vua dùng lại cách trên để thị thức cho các thầy Bà La Môn danh tiếng trong nước hầu so sánh đức độ của đôi bên. Các thầy Bà La Môn thấy người đem dâng những món ăn tầm thường thô đạm thì sanh lòng oán hận, nguyền rủa thậm tệ. Lần sau được vua khoản đãi các thức ăn quý giá thì vui mừng chúc tụng đủ điều. Vua thấy các thầy Bà La Môn đối với món ăn còn sanh lòng hờn giận ghét ưa, quả đã kém tôn giả Ca Chiên Viên rất xa. Từ đó mối ác cảm xưa đã tiêu tan, vua bắt đầu kính ái Sa Môn. Thời gian lần lượt trôi qua, danh đức Ca Chiên Viên càng lan rộng, tôn giả được tự do đi khắp nước. Trong Tích Nhà Phật có truyện một ông trưởng giả nọ keo cú lắm. Ông không dám bố thí gì hết và bo bo giữ của, tới ngày chết không kịp trói lại cho con. Ông có nhiều người con và muốn để dành riêng cho đứa nào đó. Bây giờ á khẩu chết tới nơi rồi mà chưa chỉ cho nó được. Sở nguyện không thành nên ông chết rồi, đầu thai làm con chó trong nhà của ông Đô Đề. Đô Đề là con của ông trưởng giả, để mà gìn giữ của. Hôm đó Phật tới, chó chạy ra dồ sủa. Phật nói: "Nhà ngươi vì thương tiền tiếc của phải đọa như vậy, giờ thấy Phật còn sủa nữa sao?" Nghe nói vậy, con chó tiêu nhiễu chung với sàn buồn hiu. Ông Đô Đề về thấy vậy hỏi: "Ở nhà có ai làm gì mà con chó buồn vậy?" Người nhà trả lời: "Không có ai làm gì hết ạ. Hôm qua Phật tới á, không biết nói gì mà nó buồn vậy đó." Ông Đô Đề đến chỗ Phật để phân bua lý do gì con chó không ăn uống mà buồn hiu. Phật nói: "Con chó là cha ngươi. Hồi trước bởi cất dành của riêng không trối lại được nên luân hồi lộn lại làm con chó trong gia đình ngươi để giữ gìn của. Ngươi về bảo nó chỉ chỗ lấy của ra đi." Ông Đô Đề về nói với chó: "Của ông chôn ở đâu, chỉ cho tôi đi, khỏi mất công lo ôm ấp giữ gìn nữa." Con chó lại moi ngay chỗ chôn và ông Đô Đề lấy được của. Từ đó về sau ông đối xử với nó tốt đẹp cho đến khi già chết. Lý do luân hồi là tại lòng còn khát ái, tham đắm, lo bảo thủ vật của, hoặc còn hận thù nào đó nên luân hồi báo trả hoài. Luân hồi thật là hỗn tạp, quyến thuộc thân thù hỗn độn, và người thú sang hèn luân chuyển lộn xộn với nhau. Chỉ có Đức Phật luôn 500 kiếp, cha, mẹ, vợ, con luôn như vậy, không thay đổi, vì tư tưởng thuần nhất. Nếu tư tưởng không thuần nhất thì trong gia đình sẽ lộn đi lộn lại, thay đổi luôn. Có một ông trưởng giả thật keo cú, ông ăn cơm là đóng cửa lại sợ người khác vào xin. Hôm đó Phật đến quá độ ông. Đến nhà ông đóng cửa, Phật dùng thần thông vào nhà. Giận quá ông nói: "Ông không biết mất cỡ à, tôi đã đóng cửa rồi sao ông còn vào?" Phật nói: "Người khất sĩ thì đi xin ăn chứ có gì đâu mà mắc cỡ. Còn ngươi mới là người không biết mắc cỡ, giết cha, nuôi kẻ thù, lấy mẹ mà không biết." Ông trưởng giả nói: "Tôi làm việc đó hồi nào, hồi nào?" Phật mới chỉ và nói: "Con ngươi là quỷ la sát hồi đó giết cha ngươi, là kẻ thù của ngươi mà bây giờ ngươi nuôi nó. Còn con gà trống này, tiền thân nó là cha ngươi, quá mến của cải này nên trở lại đây, ăn quay quẩn trong nhà này. Giờ ngươi giết cha rồi đãi kẻ thù. Còn nàng hầu ngươi cưới kiếp trước là mẹ ngươi, mẹ con thương nhau quá, khi mất rồi quay trở lại làm nàng hầu, và vì duyên nghiệp nên gặp nhau thương rồi cưới. Chính nàng hầu này là mẹ ngươi đầu thai lại đó. Luân hồi hỗn tạp bừa bãi vậy, con người không biết thẹn. Còn khất sĩ đi xin ăn chứ có gì đâu mà thẹn." Phật nói và dùng thần túc của mình cho ông trưởng giả thấy tiền kiếp. Như vậy ông mới tin tưởng được. Còn nếu mình nói mà không chứng minh được thì thật là phi lý. Phật nhắc tiền kiếp người ta công nhận, vì Ngài cho mượn thần thông để hình dung lại, nhớ lại được. Có một đoạn nói về luân hồi như sau: "Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có, quả sanh bao giờ? Trước cũng bởi vì nhơ bẩn thế, nay mới rơi trong bể hồng trần. Hiện thời nếu chẳng tu thân, sau này khó tránh khỏi phần đầu thai.
tùy theo nghiệp mỏng dày đã tạo mà trí ngu bần phú khác nhau, nhưng dù khôn dại nghèo giàu vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời. Những cái khổ hồi thời quá khứ người đã quên thành thử không ghê, thật ra là một tràng mê từ hồi vô thủy kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rớt lại phàm, lúc người lúc thú tham lam, kể sao hết cuộc thăng trầm tiền thân. Khi thì phú khi bần tột hạng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm, khi ngói gạch khi lá rơm, lúc làm quan tướng lúc làm tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chổng cẳng ra quai, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tống tán chật ngoài chật trong. Khi thì xác trôi sông chập chả, khi thì thay tan rã giữa đồng, kể sao hết chuyện não nồng. Của tiền kiếp khách trần hồng đã mang, kiếp làm gái chịu đàn để chữa, kiếp làm trai con vợ đùm đề, khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bướm chán ông chê giữa chừng, có khi bị cùi phong sụi bại, có khi thì điên dại mù câm, sống không nhà cửa ăn nằm, lang thang đường phố xin ăn qua ngày. Có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm đĩ bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung, kiếp thì được anh hùng gian dội, khi thì mang lấy tội phản thần, lúc thì quý tợ vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dồi. Kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày, mới cười kế khóc chua cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bỏng sẻn tham gian, kiếp sau đối khó nghèo nàn tả tơi. Nghiệp dâm đảng sinh nơi đĩ điếm, nghiệp rượu chè sinh chốn tửu lâu, nói sơ kể chẳng hết đâu, nghiệp đâu sinh đó khó hầu đi sai. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kế kiếp sau làm bạn làm chồng, luân hồi lộn bậy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con. Mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn, chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, mạnh thì trả trước yếu tồn lại sao. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sinh còn kết dây oan, ở trong ba cõi sáu đàn như là giữa bãi chiến trường khác chi. Thanh sĩ. Hiện giờ có nhiều trường hợp mấy đứa trẻ nhớ tiền kiếp của chúng, báo chí cũng thường đăng, chứng tỏ luân hồi là có thật. Giờ bác nói tiếp theo về việc các nghiệp dẫn đi đầu thai. Luân hồi cũng là nhân quả, mà nhân quả từ khoảng bỏ thân này qua thân khác. Có cái thân rồi, suốt đời sống mình gặp gỡ nhau, trả vai, vai trả. Phần 3. Các nghiệp luân hồi. Các nghiệp dẫn đi đầu thai, luân hồi trong nhà Phật chia làm 4. 1. Cận tử nghiệp. Nghiệp cuối cùng trong lúc gần tắt hơi, cận tử là gần chết, nghiệp này mạnh hơn hết. Tới lúc đó mình còn mong mỏi điều gì, ôm ấp một quan niệm, một ước muốn nào, thì nó hút mình đi đầu thai liền. Mình rất nhiều nghiệp, nhưng nghiệp đó mạnh hơn hết. Người đau, mình hộ niệm để họ nhớ đến Phật điều lành, đó là hỗ trợ cận tử nghiệp. 2. Cực trọng nghiệp. Có nhiều người gần chết nhưng không có nghiệp cận tử đó, không nghiệp lành dữ cũng như không mong mỏi tính toán điều gì, thì có cực trọng nghiệp là nghiệp nặng nhất trong đời mình thay thế dẫn đi đầu thai. Thổi xưa có một vị tỳ kheo đang đi giữa đồng, chợt nghe có tiếng kêu: "Hòa thượng, hòa thượng!" Ông dừng lại dòm thì không thấy ai, định cất bước đi lại nghe tiếng kêu nữa. Ông đứng lại hỏi: "Ai kêu đó?" Con rắn trả lời: "Tôi, chính tôi kêu ngài." Nó nói xong và bò tới. Vị sa môn hỏi: "Ngươi kêu ta có việc gì?" Rắn hỏi: "Ngài có biết vua Kỳ Đạt không?" Vị sa môn đáp: "Biết." Rắn nói: "Vua Kỳ Đạt chính là tôi đây, tôi đầu thai làm loài rắn nè." Vị sa môn nói: "Vua Kỳ Đạt suốt đời phụng sự Tam Bảo, đúng ra phước đó sinh lên cõi trời,
sao lại bị đọa làm rắn? Rắn nói: trong lúc tôi á khẩu sắp tắt hơi, có cô cung nữ đứng quạt buồn ngủ làm rớt quạt trúng mặt tôi đau quá. Tôi giận lắm, ngặt á khẩu không nói gì được, không ra lệnh chém giết gì và bực tức rồi tắt hơi luôn. Do sân hận đó mà đầu thai làm loài rắn. Bây giờ ngài làm ơn thuyết pháp cho tôi một thời đặng tôi quá kiếp. Con rắn mập đầu xác nghe một thời pháp của vị sa môn thuyết, và bảy ngày sau nó chết, sinh lên cõi trời. Cận tử nghiệp rất quan trọng. Mặc dù phước của mình đã có thể siêu lên rồi mà bị cận tử nghiệp làm rớt xuống trở lại. Do cận tử nghiệp mới có vấn đề hộ niệm. Trong kinh Phật cũng có ghi thêm là khi mình hộ niệm cho người bệnh cũng nên hộ cái tâm của người bệnh, đừng làm cho phiền phức, để khi họ tắt hơi sanh vào đường không tốt, nổi sân hận bị đọa. Nghiệp ở đâu thì sanh đó. Tính tình mình hung dữ thì sanh làm loài cọp beo sư tử. Mình dâm dục quá hoặc tư tưởng luôn nghĩ đến chuyện này thì sanh làm loài xe sẻ nguyên ương. Tánh hay liếng khỉ như là sở trường, bản chất như vậy thì sinh làm loài khỉ dượng. Nếu không có cận tử nghiệp thì còn cực trọng nghiệp. Có một lần bác hai đi thăm người bạn đau ung thư gan sắp chết. Bác đi cùng với người bạn khác nữa. Ông bạn kia cho hay có người đã hiến cho 4 miếng gián xoài để đóng hòm cho ông bạn đau. Ông bạn đau nói: ôi, 7 miếng giặt tre cũng được rồi, làm chi lộn xộn mất công lắm. Ông bạn kia nói: bộ anh tính kiên giác giờ giặt đi đâu nữa mà anh chê nặng chê nhẹ. Bác hai mới cười nói: chú không có quyền gì hết, quyền là ở người sống, họ tính toán sắp đặt làm sao để họ làm. Chú lo nhắm kỹ đi trước khi buông dây cung. Hồi đó giờ chú nhắm hướng nào cũng được, còn bây giờ trước khi buông dây cung, chú nhắm kỹ mục đích đi. Hễ buông rồi thì không theo mũi tên mà sửa được đâu. Ý bác hai muốn nói về cận tử nghiệp mà nói theo một lối khác cho ông nghe. Ông cũng là bằng học đạo, ông biết việc này. Có người không có cận tử nghiệp thì cực trọng nghiệp đứng ra hướng dẫn đi đầu thai, nghĩa là nghiệp nào lành hoặc dữ lớn nhất trong đời mình sẽ hướng dẫn mình đi đầu thai. 3. Tập quán nghiệp. Nếu không có hai nghiệp vừa kể trên, cận tử nghiệp và cực trọng nghiệp, thì đến tập quán nghiệp. Tập quán là cái thói quen, và các nghiệp mà thói quen mình hay làm thường gọi là tập quán nghiệp sẽ dẫn mình đi đầu thai. Có một lần trưởng giả Đại Vãnh hỏi Phật: mình niệm Phật rồi, giờ phút lâm chung rủi bị té xe hoặc chết chìm, hoặc bị tai nạn bất ngờ chết tức tốc, đâu có nhớ niệm Phật, vậy rồi có được sanh lên cõi Phật hay không? Phật hỏi lại ông: ví dụ như cái cây lớn lên rồi nghiêng theo hướng nào đó, bất thình lình nó tróc gốc hoặc có ai chặt nó thì nó ngã về bên nào? Ông trưởng giả đáp: thì nó ngã theo hướng nó nghiêng. Phật trả lời: điều ông hỏi cũng như vậy thôi. Hằng ngày nếu mình mong hướng về cõi Phật như niệm Phật làm lành, thì dù mình có bị tai nạn, chết bất đắc kỳ tử, hốt hoảng, không có niệm Phật được, thì nó cũng ngã về hướng đó, tức là tập quán nghiệp dẫn đi đầu thai. Phật nói rõ điều này cho ông trưởng giả biết và giải đáp mọi thắc mắc của ông về đầu thai. Mình đi đầu thai theo tập quán nghiệp thường làm hằng ngày. 4. Tích lũy nghiệp. Có người không có ba nghiệp trên thì chịu ảnh hưởng của tích lũy nghiệp là những nghiệp từ xa xưa, rất yếu, đứng ra dẫn mình đi đầu thai. Sau khi biết qua các nghiệp lực hút mình đi đầu thai, khi đối chiếu lại với tu tịnh độ thì chắc chắn được giảng sinh, vì hằng ngày mình niệm Phật đương nhiên có tập quán đó rồi. Khi gần chết, nếu mình nhớ niệm Phật hoặc được người khác hộ niệm nhắc mình nhớ niệm Phật thì ra được cận tử nghiệp. Nếu việc tu tịnh độ là mạnh nhất trong đời mình, hết sức tha thiết, thì ta được cực trọng nghiệp. Đây là ba nghiệp dẫn mình giảng sanh, thật là chắc ăn, đảm bảo. Phần 4. Phương pháp hộ niệm. Mình đã biết rõ các nghiệp dẫn đi đầu thai, vậy mình phải biết cách hộ niệm, tức là ủng hộ niệm lành cho người đau, tránh cho người lâm chung những buồn phiền uất ức. Ta nên nhắc nhở việc lành hay niệm Phật hộ cho tâm người hấp hối được an. Đó là bổn phận mình giúp cho đồng đạo trong lúc lâm chung. Phải tránh cho họ những buồn phiền, đừng cãi giả với nhau hoặc đừng nhắc nhở những việc không hay. Ta nên nhắc nhở việc lành, niệm Phật
đồng thời ta niệm cho họ nghe niệm theo. Việc hộ niệm rất quan trọng, vì theo lý của cận tử nghiệp, tạo thành cận tử nghiệp lành, giúp họ sanh vào đường lành. Có một con rồng thật dữ ở mé rừng, nó quậy phá làm phi sa tẩu thạch, nghĩa là cát bay đá chạy, khiến dân chúng ở vùng đó phải điêu đứng với nó. 500 vị La Hán mới rủ nhau đánh con rồng đó, đuổi nó đi để cứu dân ở đó được bình an. Nhưng mà đánh không lại vì thần thông nó rất giỏi. Các vị La Hán mới trở về bạch Phật về sự việc con rồng hiện ra làm dữ. Phật đến nơi, các vị La Hán sợ đều đứng nép hết sau lưng Phật. Phật đứng yên không làm gì hết, vẻ mặt hiền lành sáng rỡ một cách ung dung thư thái. Rồng giận dữ hóa phi sa tẩu thạch lửa để hại Phật. Những phép gì rồng hóa ra đều trả lại nó. Nó hóa ra lửa thì lửa bay trở lại đốt nó, trong khi Phật không làm điều gì cả. Sau cùng rồng thâu phép lại, bay lên không hiện hình to ra như quả núi và bay xuống tính đè bẹp Phật. Phật cũng đứng yên không né tránh, và nó bay rớt ngoài đá, dập gan dập mật. Nó nằm uốn éo sắp chết. Rồng nhớ lại Phật từ lúc lại đây vẫn đứng yên lặng, thư thái ung dung hiền lành. Vậy đây là bậc thần đức nên nó không còn hung dữ nữa, nhìn Phật bằng đôi mắt cảm mến rồi tắt hơi. Các vị La Hán hỏi Phật: Nó chết rồi đọa tới đâu? Vì bình sinh nó đã quậy phá dân chúng quá rồi, nó còn dám xúc phạm các vị La Hán nên tội lớn lắm, nay còn dám quá phép hại Phật nữa, vậy nó đọa vào đâu đây? Phật nói: Lên cõi trời. Các vị La Hán ngạc nhiên: Ủa sao lạ vậy? Nó hung ác quá mà. Phật nói: Tại vì nó khởi thiện tâm trước giờ nó nhắm mắt, nó trở lại mến mộ Phật Pháp. Kẻ tu hành nên nhờ đó mà sinh lên cõi trời. Điều này cho thấy cận tử nghiệp thật là quan trọng. Cũng có người nghi ngờ về cận tử nghiệp và đặt vấn đề sao. Có những người không ưa việc tu hành mà mình hộ niệm, muốn hướng người ta về đường lành, khuyên người ta niệm Phật hoặc niệm cho họ nghe trong lúc thực sự họ không thích, thì không biết có kết quả gì không. Cũng có câu chuyện thật mà bác nói lên đây để mọi người tự suy nghĩ xem như thế nào. Có một ông nọ rất ghét tôn giáo, ghét đạo, mà em ông là tu sĩ. Ông Đao và bạn đạo xúm lại cầu nguyện cho ông. Ông không chịu, cự lắm và nói: Tôi không ưa Phật. Bởi vậy nên anh em đồng đạo không dám cầu nguyện chi cả. Do em ổng là tu sĩ nên vì tình đồng đạo mà anh em bạn cũng túc trực ở đó thường xuyên, cho đến lúc ổng mòn mỏi hấp hối bị á khẩu, rồi anh em mới hiệp nhau niệm Phật. Lúc này ông không đuổi xô nữa mà trợn mắt lấy tay chỉ. Nếu hộ niệm như thế này chắc ổng không lên đường lành mà xuống đường ác nữa. Bác lấy câu chuyện này để các cháu suy nghĩ. Mình hộ niệm là để nhắc nhở việc lành cho tâm ông hướng thiện, mà hễ tâm hướng thiện thì đi lên đường lành dù tội ác gì đi nữa. Như câu chuyện con rồng bác kể lúc nãy, đến giờ phút cuối cùng mà nó biết cảm mến kính trọng Phật nên được lên cõi trời. Còn niệm Phật như ông lúc nãy thì không đạt kết quả được. Tốt hơn là để họ an nhàn ra đi, đừng làm họ nổi sân, khiến họ bị đọa càng tội thêm. Không phải lúc nào niệm Phật cũng tốt cả, phải có trong có ngoài. Nếu trong không có thì hình thức bên ngoài cũng không có tác dụng gì cả. Các cháu nên xét việc đó lại, không biết sao mà cố định con đường được, phải liệu lượng mà tính. Phần 5. Chấm dứt luân hồi. Nãy giờ ta đã học qua luân hồi rồi, bây giờ muốn dứt được luân hồi thì phải luôn luôn hành thiện, không tạo nghiệp khổ cho thân. Nghiệp lành thì không trói buộc, chứ nghiệp khổ trói buộc bản thân mình. Khi ta hành thiện thì nghiệp lành đến, mình muốn hưởng hay không tùy ý. Còn nghiệp ác đến, mình muốn thôi cũng không được. Mình đánh người ta rồi bảo về thì họ không chịu. Ta lấy chơn trí giác phá mê si tham đắm, ta lấy chánh tư duy suy xét để phá những si mê tham đắm của mình, bởi còn những nghiệp này là phải còn luân hồi. Ngày xưa có tích chuyện ông Chơn Võ là một vị thượng đế ở trời, thấy cõi trần này có hào quang sáng rực, ông hỏi các thiên tướng: Có việc gì mà ở cõi trần hào quang sáng quá vậy? Thiên tướng đáp: Có vợ chồng ông già nọ ở trên non,
ở đây có một cây đại thọ đẹp và to lớn lắm. Chư thần thường về đây nên phát ra hào quang sáng chói. Vị Thượng Đế nói, làm sao đem cây đó về trên này để chiêm ngưỡng được? Các thiên tướng nói, không được, cây ở cõi trần không đem lên cõi trời được. Bệ hạ đã có ý mong muốn như vậy thì nên xuất ra một phần hồn xuống dưới đầu thai làm con của ông bà chủ cây đại thọ để thưởng thức. Sau khi thưởng thức cho thỏa mãn rồi thì bệ hạ đi tu, đắc quả xong trở về trên này. Bệ hạ đã khởi ý thì phải đi thôi. Vị Thượng Đế xuất ra một phần hồn xuống dưới trần đầu thai làm con ông bà già chủ cây. Vị này không nhớ mình là Thượng Đế nữa, mà ngày ngày cứ ra ngoài gốc cây ngồi chơi. Thượng Đế ngồi dưới gốc cây thì chư thần đâu dám về. Bởi vậy cây không còn hào quang nữa, nên khô lần rồi chết. Đứa trẻ đó đi tu, tu cũng gần thành, vì có chư thần Yết Đế theo hộ trì, sắp trở về trời. Bỗng một hôm nhà vua đi rừng gặp, bèn năn nỉ thỉnh về cung làm quân sư dạy đạo trong hoàng cung. Nhà vua thì già rồi mà hoàng hậu còn trẻ, ông cư sĩ lại trẻ đẹp uy nghiêm đức hạnh, nên hoàng hậu đem lòng cảm mến yêu thương ông. Tới một lúc hoàng hậu không dằn lòng được, mới thú thật và tỏ tình với ông cư sĩ. Ông cư sĩ bèn làm bài thơ sau: 30 năm lẻ quyết tu hành, trong dạ không màng chuyện yến anh, đó chớ nghĩ suy điều trái lẽ, quả là chờ đợi kiếp lai sinh. Thần Yết Đế nghe qua giận quá, uổng công theo hộ trì bấy lâu, bèn hóa ra cung nữ đi vào gặp ông cư sĩ hỏi: thầy biết tôi là ai không? Ông cư sĩ nói: ngươi là cung nữ chứ ai, tại sao lại vô lễ ngang tàng như vậy? Cung nữ trả lời: tôi là thần Yết Đế, theo phò bệ hạ tu hành để trở về ngôi vị cũ. Bệ hạ còn nói câu chót á, là còn luân hồi nữa rồi. Ông cư sĩ nghe qua buồn quá rồi chết. Hoàng hậu cũng chết theo. Hai người lằng nhằng mấy kiếp sau mới đầu thai làm chơn võ, phá hết mấy động yêu mới đắc quả trở về. Trở về không nhập vào chân linh của Thượng Đế, mà được phò đi cai quản một bầu trời khác. Dụng ý thì nói vậy, mà bác nhắc điều này các cháu nhớ: hễ còn bận biểu, còn tham đắm là còn luân hồi. Không phải tại câu thơ cuối, mà tại ý tưởng suy nghĩ thế nào mới thốt lên câu thơ đó. Do bởi ý tưởng còn tham đắm chưa dứt hẳn, mà phải bị luân hồi mấy kiếp nữa. Tập trung tư tưởng lành đối phá tư tưởng ác, đến khi thuần thiện thì bánh xe luân hồi không còn quay nữa. Ta phải quân tập chủng tử lành đối trị với chủng tử ác. Khi nào tìm thức ta toàn chủng tử lành thì ta không cần làm lành nữa, mà hãy làm là lành chứ không giữ, vì không có tư tưởng xấu nữa. Có đứa cháu nọ là cư sĩ, thường đi thành phố mua kinh sách. Vào tiệm sách lớn mua, có khi không đủ, mua xô nở ngoài, muốn gì có đó, chỉ giá mắc thôi. Mua sách riết quen anh bán sách. Một hôm, anh cư sĩ lại tìm mua sách, chợt nghe ông chủ tiệm và ông khách nói chuyện với nhau. Ông khách nói: đạo Phật chủ trương làm lành. Ông bán sách nói: không phải đâu, đạo Phật không chủ trương làm lành. Hai người từ giã nhau đi. Anh cư sĩ tức trong lòng, vì nói vậy là chưa rồi câu chuyện. Sáng hôm sau, thay vì ra bến xe miền Tây, anh bèn quay trở lại tiệm sách. Ông bán sách hỏi: ủa, hôm qua nghe nói anh nay về, sao còn trở lại đây? Anh cư sĩ trả lời: hôm qua tôi nghe ông nói với ông khách bàn luận đạo Phật, tôi thấy chuyện đó chưa ổn nên bức rứt quá mới trở lại đây. Ông nói đạo Phật không chủ trương làm lành, vậy là chưa đủ. Ông chủ tiệm hỏi: vậy chứ nói sao mới đủ? Anh cư sĩ trả lời: tôi thì đồng ý với ông là đạo Phật không chủ trương làm lành, nhưng mà hễ làm là lành chứ không có ác. Ông bán sách tươi cười nói: anh nói rất đúng. Anh cư sĩ nói: vậy là mai tôi về được rồi. Tại sao không chủ trương làm lành mà hễ làm là lành? Tại vì đã quân tập thuần toàn những chủng tử lành nên hễ làm là lành vậy. Mình cần tập trung tư tưởng lành để đối phó với những tư tưởng ác, đến khi thuần thiện rồi thì bánh xe luân hồi sẽ dứt, không còn quay nữa. Phần 6. Kết luận. Chúng sinh do nghiệp mà thọ sanh, do nghiệp mà thọ báo.
thành ra mình thọ sanh nơi đây cũng do nghiệp của mình, và mình gặp những gì trong đời sống cũng do nghiệp. Nghiệp đó gọi là nhân quả trả dây, còn nghiệp thọ sanh gọi là luân hồi, tạm đặt là luân hồi chứ nó cũng là quả báo. Mình phải hiểu rằng về nhân quả luân hồi mới giải thích được những bất công trong xã hội. Theo nhiều tôn giáo khác, con người sinh có một lần, và lành hay dữ chỉ lên xuống một lần thôi, thì không giải thích được những bất công trong xã hội như người này mạnh, người kia đau, người nọ ốm, người mập, người giàu, người nghèo, người tật nguyền, người lành lặn. Nếu từ trên cõi trời xuống tại sao bất công vậy, nên không giải thích được. Còn hiểu được nhân quả luân hồi thì biết chúng sanh do nghiệp thọ sanh, do nghiệp thọ báo mới trả lời, nhận thức được những bất công xã hội. Biết rõ luân hồi là thống khổ, niết bàn tịch tịnh là giải thoát, ta hãy chọn cho mình một hướng đi. Mình đã biết rõ về nhân quả luân hồi rồi, biết cách làm cho mình hết khổ ở mai sau, và biết cách làm tăng giảm vui khổ. Mình hãy chọn cho mình một lối đi. Nếu không rõ luật nhân quả luân hồi thì biết sao mà chọn. Ai cũng muốn chọn cho mình một lối đi tốt cả, nhưng vì không hiểu nhân quả luân hồi nên thay vì muốn được giàu sang lại đi giật của người ta cho mau khá. Cái đó là cái nhân nghèo, nhân mạng. Còn mình muốn giàu có thì phải bố thí, phải biết nhân nào sinh ra quả đó. Nếu không biết thì đoạt lấy hạnh phúc của kẻ khác, và họ sẽ không để yên cho mình. Mục đích thì giống nhau, nhưng con đường làm khác nên hậu quả khác nhau. Mình tu để đi tìm hạnh phúc mà họ làm hung, cướp đoạt cũng là để đi tìm hạnh phúc, nhưng mà làm trật nên hậu quả không giống với ý muốn mình. Hiểu rõ luật nhân quả và luân hồi có lợi là ta biết chọn lối đi đúng. Mặt khác, dù ta chưa đủ sức tu giải thoát hay về Tây Phương, nó có thể làm cho tương lai ta sinh lên thiện xứ, hưởng hạnh phúc và tiếp tục tu thêm mãi. Đó là kết luận của luân hồi. Bây giờ bác nói thêm về phần thiện ác. Ai cũng nghĩ mình ráng làm thiện, nhưng có khi làm thiện mà không thiện. Vì lẽ đó sách nói về đạo Phật mới phân tích thiện ác cho mình so sánh. Có khi mình định làm việc thiện, không ngờ lại là ác. Một việc gọi là thiện khi nó lợi mình, lợi người suốt cả không gian và thời gian. Lợi về không gian, ví dụ việc đó có lợi cho dân Việt Nam và có hại cho dân tộc khác thì không gọi là thiện được. Còn lợi về thời gian, như việc đó có lợi cho người hiện tại nhưng có hại cho người ngày mai thì cũng không gọi là thiện được. Tóm lại, một việc thiện phải lợi mình, lợi người suốt cả thời gian và không gian. Trong truyện Bát Tiên, có một vị tiên bảo người đệ tử quẩy một cục đá to thay vì quẩy hành lý. Người đệ tử cũng nghe lời quẩy cục đá đi, mà trong lòng cứ thắc mắc hoài. Một thời gian sau, vị tiên hỏi người đệ tử: "Con muốn học phép điểm đá hóa vàng hay không? Thầy có thể chỉ cho con phép này với cục đá con mang theo, con có muốn học không?" Người đệ tử hỏi: "Bạch thầy, nó thành vàng mãi mãi hay rồi bao lâu trở lại đá?" Vị tiên đáp: "500 năm sau mới trở thành đá." Người đệ tử suy nghĩ rồi trả lời: "Vậy thì con không học." Vị tiên hỏi: "Vì sao vậy?" Người đệ tử đáp: "Vì hiện tại được lợi mà người 500 năm sau lỗ, bị thiệt thòi. Vàng để trong tủ mà thành đá nên con không học." Vị tiên khen: "Vậy con mới xứng đáng là học trò tiên." Và ông thầy liền chỉ dạy đạo cho người học trò của mình. Vậy việc lành phải hiện hữu suốt không gian, người ở đây được lợi mà người ở chỗ khác cũng được lợi. Và thời gian, người hiện tại có lợi và người mai sau không bị thiệt thòi thì mới gọi là thiện. Đầu xuân Nhâm Ngọ năm 2002, người sưu tập Vũ Văn Chương. Lời ngõ. Phật Kinh có câu: "Xuân một hạt giống gieo, thâu gặt nghìn thóc mễ. Người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế." Những lời trên đây cũng đủ cho ta giác ngộ sâu sắc thêm đề tài nhân quả quyết định không sai, cây nào sanh trái nấy. Bác Hai Như Sanh khái luận qua đề tài nhân quả ghi âm trong cụ băng cassette. Theo kinh nghiệm của bác nhận thức trong kinh Phật, bác đã giảng luận lại rất rõ ràng,
không sai sót và chi li tỉ mỉ về cách gây nhân ra sao, quả báo hiện hành như thế nào, nhân nào nên gieo và nhân nào nên diệt, huân sanh. Chẳng những vậy thôi, bác còn chỉ cách làm sao cho nó lớn thêm hoặc nhỏ lại. Cuối cùng, những nhân ác không còn tồn tại nữa và nhường chỗ cho những hạt giống lành sanh sôi nảy nở, phủ đầy hoa trái hương thơm ngào ngạt trên mảnh đất tâm, huân trưởng. Trong bài còn giảng thêm cho ta biết nhân quả có sức mạnh thần thông phi thường, năng địch thần thông, năng chướng thánh đạo. Năng địch thần thông là dù có thần thông biến hóa hay di sơn đảo hải đi nữa, nhưng khi đối đầu với nghiệp quả thì cũng phải chịu bó tay. Còn năng chướng thánh đạo như vua A Xà Thế rất thông minh và ngộ giác đạo lý sâu sắc, nhưng vì lúc chưa tu, ông hạ lệnh giết vua Tần Bà Sa La là cha ruột của mình để đoạt ngôi. Nghiệp ác ấy ngăn trở ông không chứng đạo thánh được. Nhân quả còn có sức mạnh lạ kỳ, dù thời gian bao lâu cũng không bao giờ tiêu mất, và về không gian, dù hạng người nào, nhân quả cũng vẫn chi phối được. Phật Kinh có câu: giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngụ thời, quả báo quần tự thọ. Trong Sấm Giảng cũng có câu: luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một an. Đức Huỳnh Giáo Chủ. Nghe qua băng giảng, anh Vũ Văn Chương nhận thấy rất hay, và vì sợ lâu ngày cuộn băng không còn chất lượng nên anh ghi lại thành tập sách lấy tựa đề là Khái niệm về luật nhân quả. Tiện thể tôi xin phép viết lời giới thiệu cùng chư đồng đạo muốn tìm hiểu về đề tài nhân quả. Xem qua tập sách, chúng ta sẽ đỡ tốn thời gian đi sưu tầm nhiều kinh điển khác, vì tác phẩm đã cô đọng và tóm lược đầy đủ rất thực tế. Chúng tôi xin dừng bút và không quên cầu chúc cho các chúng hữu tình đồng đăng bờ giác ngạn. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng chí, 20 tháng 12 năm 2001, Đồng Như. Buổi gặp gỡ hôm nay, bác hai muốn nói về luật nhân quả cho các em cháu nghe, bởi vì nhân quả là một đề tài quan yếu, một lý thuyết quan trọng trong nhà Phật. Nếu không tin nhân quả, bỏ nhân quả ra thì không còn là đạo Phật nữa. Học hiểu nhân quả để cho mình biết cách tránh khổ và tạo cho mình nguồn an vui trong hiện tại, trong tương lai. Ráng mà hiểu nhân quả, mặc dầu nó khó. Phần 1. Định nghĩa nhân quả. Nhân có nghĩa là nguyên nhân, hạt giống. Còn quả là kết quả, là bông trái. Hễ gieo nhân như thế nào thì kết quả y như thế đấy, không bao giờ sai chạy, nên gọi là luật nhân quả. Phần 2. Tánh cách của nhân quả. 1. Nghiệp lực của nhân quả rất cao xa, nên trong giảng có câu: luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Đức Thầy. Cao là hạng người nào nó cũng tới, dù vua chúa, người trời hay hạng người cùng đinh cũng không ra ngoài luật nhân quả, nên gọi là cao. Xa là muôn đời không mất, kiếp này không trả thì kiếp sau và kiếp sau nữa, bao lâu cũng không mất. 2. Tính cách thứ hai là bất di bất dịch. Nhân lành thì quả vui, nhân ác thì quả khổ, không khi nào sai chạy, gọi là bất di bất dịch. 3. Nghiệp lực nó rất mạnh mẽ. Nghiệp lực năng địch thần thông, năng chướng thánh đạo. Sức mạnh mẽ như vậy gọi là nghiệp lực của nhân quả. Ngày xưa, Ngài Mục Kiền Liên rất giỏi, vào hàng đệ nhất thần thông. Vào khoảng thời gian dòng họ Thích bị vua Lưu Ly đem quân tiêu diệt, Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông lựa 500 người ưu tú trong dòng họ Thích để vào Bình Bác, gửi lên mây, hầu thoát khỏi cảnh tận diệt đó. Nhưng khi dòng họ Thích dưới này bị tàn sát, thì những người ở trên mây đó cũng bị quá quyết chết hết. Điều đó chứng tỏ thần thông không địch nổi nghiệp lực nhân quả. Còn vua A Xà Thế hồi đó thông minh lắm, vì mắc tội giết vua cha nên không chứng đạo. Phật nói, nếu vua A Xà Thế không có tội bất hiếu với cha, thì vua chứng quả Tu Đà Hoàn kiếp này rồi. Khả năng vua có thể chứng được, nhưng bị nghiệp lực ngăn che nên chứng không được. 4. Một tính cách nữa là nhân ít quả nhiều. Nhân thì một hạt giống chứ quả rất nhiều.
ta gieo một hạt lúa sẽ gặt được mấy lít lúa, chứ một hạt sinh ra một quả thì không ai gieo làm chi. Cổ đức cũng có câu: xuân một hạt giống gieo, thu gặt nghìn thóc mễ. Người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế. Tánh cách nhân quả tạm giảng như thế rồi thủng thẳng nhiều lần sẽ thâm nhập. Cũng như mình nhuộm đồ, nhuộm một nước đầu chưa thấm, nhuộm được nhiều lần mới thấm. Bây giờ tạm nhận như vậy, sao có dịp sẽ nhận thêm. Phần 3. Thời gian từ nhân thành quả. Nhân đã gieo ra thì không lên liền, phải có thời gian để thành quả. Nhưng cũng có lúc nó lên luôn vậy. Lý do mau chậm của nhân do những yếu tố sau đây. 1. Cơ duyên hội ngộ. Cơ duyên mà chưa có thì nhân không thành quả được. 2. Động lực khởi tâm mạnh hay yếu. Lấy thí dụ thông thường để dễ hiểu. Hiện tại mình có hai ý muốn, hoặc đi ngủ hoặc đi nhậu, và hai ý muốn này bằng nhau. Giả sử ta phải chọn lựa giữa hai ý muốn trên, hoặc ngủ rồi chiều nhậu, hay đi nhậu rồi về ngủ, thì ý muốn nào mạnh hơn khởi tâm trước sẽ thành quả trước. Nếu gọi ý muốn là nhân và việc làm là quả, thì động lực nào mạnh sẽ thành quả trước vậy. Trong thí dụ trên, nếu mình thích uống rượu hơn ngủ, thì cứ đi uống rượu rồi về ngủ, hoặc ngược lại. 3. Hai động lực khởi tâm bằng nhau, cái nào có cơ duyên hội ngộ trước thì thành quả trước. Thí dụ ta muốn đi thành phố chơi và đồng thời cũng muốn đi lâm viên núi cấm chơi nữa. Hai ý muốn này bằng nhau, không ý nào hơn ý nào cả. Nếu có người nào có phương tiện rủ đi núi cấm trước thì ta đi lâm viên. Đó là do gặp cơ duyên thuận tiện trước nên nhân thành quả trước. Nhân đây là ý muốn và quả là việc làm. Có nhiều người làm ác mà tâm ác quá thì quả báo đến mau mắn lắm, hoặc là có cơ duyên hội ngộ thì trả ngay. Ví dụ có một ông nọ gieo thù kết oán với nhiều người mà đang có chức quyền, không ai làm gì ông ta được. Cái cơ hội không có cho người ta trả quả nên ông ta phải đợi đến lúc nhất thời mới trả quả. Do đó nên có thời gian mau chậm. Ta cũng thấy có người làm hung mà chẳng sao, đó cũng do ảnh hưởng nơi thời gian mau chậm và cơ duyên hội ngộ có hay không. Trong kinh Phật cũng có mẫu chuyện sao: có con chim bay đậu ở nhánh cây dưới, nhánh trên có trái chín rụng trúng đầu chim chết. Trong kinh có làm bài kệ sao: trái rụng không chờ chim, chim không tìm cái chết, cơ duyên hội ngộ thời, tự tác hoàn tự thọ. Hễ mình có nhân cơ duyên hội ngộ thì nhân thành quả. Con chim không đi tìm cái chết mà trái cũng chẳng chờ chim, trái chín nó rụng mà cơ duyên chim tới nên nó trả quả. Phần 4. Tiến trình nhân quả. Vì lý do mau chậm nên nhân quả có 3 đời. 1. Hiện báo là một đời trả, đời này gieo đời này trả. Còn có một loại nhanh hơn nữa là nhân quả đồng thời, như ta đánh vô mặt trống nghe cái thùng, gõ vô chuông nghe tiếng pon, chứ không phải chờ thời gian. Chỗ này người ta lầm mà không sợ nguy hiểm gì cả. Họ bảo nếu có nhân sẽ có quả thôi, chỗ nguy hiểm nào cũng đi không sợ. Hồi đó thời quân dịch, mấy thanh niên đi lung tung, bác gặp mới hỏi: có giấy tờ gì không mà đi vậy? Họ trả lời: có xin phép Phật rồi. Câu trả lời đó nghe thấy buồn làm sao, làm Phật vậy nhọc quá, vì theo giữ quân dịch cho họ cũng mệt luôn. Họ không biết có nhân quả đồng thời, tức lúc đó đi bậy bạ thì bị bắt. Như mình nói, nếu tôi không có nghiệp quả chết đói thì tôi không ăn cũng no, vậy đâu phải, nhịn là chết luôn đó. Hoặc là đau không uống thuốc, bảo rằng uống không hết bệnh được. Mọi việc gì đều có nhân quả, tại họ hiểu lệch đi. 2. Sanh báo là cách một đời trả, kiếp này gieo, kiếp sau trả, kiếp trước gieo, kiếp này trả. 3. Hậu báo là cách nhiều đời trả, một kiếp này gieo, 5-10 kiếp sau mới trả, hoặc rất lâu mới trả. Do nhân quả 3 đời mà người ta lầm nhận và hoài nghi nhân quả. Nhân này quả kia tách qua tách lại không trúng. Có cháu nọ than: sao con thấy có nhiều người tu hành rất là đức hạnh tinh nghiêm
mà họ gặp toàn bệnh ngặt nghèo không à. Cũng như bác á, có ông chú giờ bị bán thân bất toại, liệt nằm chỗ, trông thấy thảm khổ làm sao á. Cháu nọ hỏi tiếp: Ủa mà sao vậy chú? Bác trả lời như vậy: Mình đừng lấy nhân này đắp sang quả kia nó không trúng. Thí dụ như năm ngoái người ta làm lúa trúng được 1.000 mấy trăm dạ, nên năm nay người ta không làm nữa, đi nhậu nhẹt chơi mà cuối năm cũng còn dư được mấy trăm dạ. Còn ông kia năm ngoái không làm nên năm nay thiếu hụt, ráng làm đầu tắt mặt tối mà vẫn phải mượn gạo ăn. Thấy vậy mình nói ông dư mấy trăm dạ là nhờ ăn chơi thì không được, còn ông kia tại ổng làm ruộng mới thiếu gạo ăn cũng không phải. Nhân quả đừng đắp lộn xộn vậy nó không trúng. Vì lẽ đó có khi người ta trách trời hoặc hoài nghi việc tu hành, ổng tu quá chừng mà ổng bị sụi. Bởi vậy phải biết nhân quả ba đời cho rõ. Phần 5. Trợ duyên nhân quả. Đây là phần quan trọng mà bác hai muốn các cháu hiểu cho thật thâm sâu, để có thể cải sửa được phần nào khổ đau của đời mình. Trợ duyên này là những dữ kiện giúp cho từ hạt giống đến thành quả, chứ không phải nằm trong bồ rồi lúa lên đâu. Cũng nhờ có đất nước, phân phước dung trồng nó mới lên được. Những cái như nắng, mưa, phân, phước, sự chăm sóc của mình gọi là phần trợ duyên. Còn nhân quả thì đã như vậy rồi, gieo hạt lúa thì lên cây lúa, cộng thêm phần trợ duyên nữa. Phần trợ duyên này ráng nhận cho kỹ, các cơ hội để giúp cho nhân thành quả gọi là trợ duyên. Trợ duyên có nhiều thứ, cơ duyên thuận lợi cho nhân thành quả. Đây là nói về phần nội tâm. Thí dụ từ trước đến giờ mình định làm việc gì đó nhưng chưa có cơ hội, bây giờ có cơ hội thuận tiện mình thực hiện việc đó nên gọi là cơ duyên. Thí dụ như hai người nào đó có hận thù truyền kiếp nhau không nhớ, không gặp nhau thì thôi, mà gặp nhau rồi sinh ra thương mến hoặc hận thù. Chuyện không đáng gì, nhưng do duyên nghiệp trước nên đụng chạm chút ít mà sinh ra hận thù rồi trả quả nhau. Đó là cơ duyên thuận lợi làm cho nhân sinh quả. Hoặc lòng mình có ý nghĩ xấu, muốn làm gì mà không có cơ hội, giờ có cơ hội mình thực hiện nên cơ hội đó là cơ duyên thuận lợi cho nhân thành quả. Trong các cơ duyên thuận lợi cho nhân thành quả có hai thứ: tăng thượng duyên. Kinh nói tăng thượng duyên, nhưng không phải tăng không mà có thuận tăng và nghịch tăng. Thuận tăng là nâng lên và nghịch tăng là hạ xuống. Hễ đồng tính chất thì nó tăng và nghịch tính chất thì nó hạ. Thí dụ như hiện giờ mình có nhân xấu kiếp trước như gây gỗ với người ta, giờ gặp chuyện không đáng gì mà cũng sanh gây gỗ cự nữ, bị họ cự với mình. Cơ duyên là như vậy, nó trợ duyên tại vì gặp nhau có chuyện đụng chạm mới sanh ra thù nghịch đó. Đó chính do kiếp trước có cái nhân không hay không tốt với nhau, nhưng giờ do tăng thượng duyên này làm cho tăng hoặc giảm. Nếu kiếp này mình mộ đạo tu hiền và khéo nhẫn nhịn, thì người kiếm chuyện làm dữ với mình thấy mình vui vẻ nhận lỗi, nói lời hòa nhã, thì chuyện tính làm 10 giờ chỉ còn 2. Trợ duyên nó có lợi là tăng thượng duyên, mà ở đây nó làm nghịch tăng, làm giảm quả xấu. Trợ duyên này nói rõ ra là nhân hiện tại, kiếp sống hiện tại của mình. Ngày mai mới hưởng quả, nhưng đồng thời bây giờ cũng làm duyên cho nhân quả trả dây của mình. Nó làm môi trường trợ duyên cho giống lành và nghịch duyên cho giống ác, làm cho giống xấu không nảy nở đầy đủ. Nhờ mình hiền quá, người ta đâu gây gỗ nhiều, lỡ nói ít tiếng rồi thôi. Ngược lại, giờ mình hung dữ không thua gì kiếp trước, thì chuyện đó họ tính nói phải quấy cho mình biết thôi mà lôi kéo đến đánh lộn. Chuyện người ta không tính làm lớn mà trở thành lớn. Tánh hung dữ của mình là xấu, gặp quả xấu nên nó tăng lên mà tăng theo chiều khổ. Nếu bây giờ mình tốt thì khác tính chất rồi nên nó giảm quả xấu. Nhân tốt tức hạnh kiểm của mình hiện tại trợ duyên cho quả hiện tại, đồng thời điểm nên làm giảm đi. Tánh mình tốt hiền lương sẽ làm giảm quả xấu và tăng quả lành. Thí dụ khác, người bạn có cảm tình với mình do cái nhân của thời trước. Theo luật nhân quả, thay vì họ giúp đỡ mình có 5 mà họ giúp tới 10 vì thấy mình tốt quá, lời nói tín nhiệm được, hạnh kiểm đáng thương. Trái lại,
nếu phẩm hạnh hiện tại hay những hành động hiện tại của mình xấu, dù mình có duyên tốt, duyên lành giúp đỡ người ta lúc trước, nên kiếp này người ta thấy mình nguy, họ giúp trả ơn, mặc dù không nhớ, nhưng tại nghiệp trước khiến như vậy. Nhưng nếu giúp bao nhiêu, mình ăn nhậu cờ bạc hết, thì thay vì giúp 10, họ chỉ giúp 5 thôi. Hạnh kiểm xấu hay nhân hiện tại làm duyên cho cái quả hiện tại. Nếu thuận nó tăng lên mà nghịch thì giảm xuống. Chính cuộc đời bê tha nó làm giảm phước lộc, hay cuộc đời tu hành làm giảm quả khổ và tăng quả vui của mình. Nên hiểu cho rõ và tin sâu chuyện này thì những quả khổ đến mình đều biết làm giảm khổ. Như mình thiếu người ta 10 triệu mà họ chỉ yêu cầu trả 1 triệu thôi là nhẹ lắm rồi. Mình còn than vãn nữa là tại mình không biết. Thay giờ họ tính làm dữ với mình, có thể lôi ra làng xã mà mình tốt, hiền quá thì chuyện nó êm. Đó là làm giảm quả khổ và quả lành lại tăng. Hành động hiện tại làm đỡ cho đời sống của mình hay làm khổ thêm. Quả trợ duyên cho quả. Bây giờ nói rộng thêm, điều này cũng cần biết nhưng không quan trọng lắm. Hồi nãy nói nhân hiện tại làm trợ duyên, bây giờ đến quả hiện tại làm trợ duyên nhau. Việc này thì không cải sửa gì được. Thí dụ kiếp trước mình có hai cái nhân, một nhân nghèo khổ bỏng sẻn và một nhân đau ốm. Bây giờ mình gặp quả vừa nghèo vừa đau ốm. Hồi đó mình gieo nhân không tốt về sức khỏe cũng như tiền bạc, cho nên giờ mình vừa nghèo vừa đau bệnh. Hai cái quả này nó trợ nhau. Nghèo nên không thuốc thang đầy đủ, do đó đau ốm nặng thêm, mà đau ốm làm cho nghèo thêm. Hai nhân quá khứ giờ thành quả vượt khỏi tầm tay mình rồi, nên mình đành bất lực. Giữa quả và quả nó trợ lẫn nhau. Hoặc giả mình hay làm thuốc nam giúp người ta mạnh, nên giờ mình được mạnh khỏe. Hoặc mình lo ăn học hay giúp người khác ăn học, nên kiếp này trí tuệ thông minh. Muốn đi học đâu cũng được, hay rước thầy về dạy cũng được. Hai quả này trợ tăng theo chiều vui, còn lúc nãy là tăng theo chiều khổ. Như vậy, ta nên gieo nhân như thế nào để các quả nó trợ trưởng cho nhau được tăng thêm. Bây giờ thêm một tầng nữa là mình có hai nhân đồng thời, một nhân lành là giàu có và một nhân xấu là bệnh hoạn. Bởi trước gieo nên giờ mình vừa giàu vừa đau bệnh thì hai cái quả đó làm giảm lẫn nhau. Quả đau ốm làm giảm quả giàu có, vì đau thế nào cũng phải hao tài tốn của rồi. Quả giàu có làm giảm quả đau ốm, vì có tiền chữa trị đúng lúc cũng làm giảm căn bệnh. Hai quả khác tính chất làm giảm mà đồng tính chất thì làm tăng, hoặc tăng vui hay khổ lên. Vừa nghèo vừa đau ốm, đau ốm làm nghèo thêm, mà nghèo lây lất nên đau thêm. Quả này quả nọ khác tính chất thì làm giảm lẫn nhau. Quả giàu có làm bớt quả đau ốm, quả đau ốm làm bớt quả giàu có. Đây là nói về tăng thượng duyên, nghịch tăng thuận tăng, mà tăng thượng duyên, nghịch tăng thuận tăng, mà quả với quả làm duyên với nhau, hoặc nhân với quả làm duyên với nhau. Nhân hiện tại làm duyên cho quả hiện tại, mà quả hiện tại thì thuộc về nhân quá khứ rồi. Hiện tại nhân lành làm giảm quả xấu hiện tại. Giờ hãy ráng nhận rõ chỗ này để mình tin tưởng nhân quả tăng giảm nhau được, mà chọn lấy một con đường hạnh phúc. Nếu nhân hiện tại của mình là trợ duyên, hoặc làm tăng hay giảm quả hiện tại của mình, thì nó tăng và giảm theo hai chiều, không gian và thời gian. Thí dụ mình có ác cảm nào trong tiền kiếp mà bây giờ mình phải chịu quả khổ, quả xấu, bị người ta kiếm chuyện gây gổ hay làm khó dễ mình, nhưng bây giờ mình hiền lành, tu hành, thì mình làm chuyện đó nhỏ lại. Họ tới gây gổ tính làm dữ, nhưng nhỏ lại. Đó gọi là giảm về không gian mà không kéo dài thời gian và chấm dứt thời gian. Còn nếu mình hung dữ gặp quả gây gỗ, mình cự lại họ tới mức thay vì họ muốn phân trần phải quấy làm rõ ra ai đúng ai sai, thì chuyện kéo đến việc đánh lộn, thậm chí ra tới làng xã và có khi xảy ra án mạng nữa. Đó là lớn về không gian và kéo dài thời gian, có thể nhiều kiếp còn oán hờn nhau nữa. Mình biết vậy thì ráng tu hành, có thể làm giảm cái khổ chẳng những về không gian mà còn thu ngắn về thời gian nữa. Chuyện không lớn ra mà còn chấm dứt sớm,
không chừng còn nối hòa khí với nhau lại được. Còn nếu không thì nó chẳng những lớn về không gian mà còn kéo dài thời gian, có thể thù 50 kiếp nữa. Phần trợ duyên này quan trọng lắm, sau này có điều gì hoài nghi hỏi lại, bác hai sẽ giải thêm. Phần 6. Sự tương tục của nhân quả. Nhân quả liên tục với nhau, ta muốn bàn về đoạn nào thì cắt ngang đoạn đó, nên nó là vô thủy vô chung. Vô thủy là không có đầu mối, còn vô chung là không có mức cuối cùng. Nhân quả tương tục mãi luôn, một hạt giống hay sự kiện gì cũng gồm các chức năng, quả, nhân, duyên. Hạt lúa trong bồ hiện tại là quả của hạt lúa quá khứ và là nhân của hạt lúa tương lai, cho nên nó vừa là quả, vừa là nhân, đồng thời là duyên nữa. Một sự kiện nào xảy ra cũng là quả của quá khứ, nhân của tương lai và duyên của hiện tại. Bây giờ mình ăn ở hiền lành để ngày mai hưởng quả vui, đó là nhân quả theo chiều dọc. Còn chiều ngang là hiện tại giảm quả khổ và tăng quả lành. Người mà có thiện cảm nhân lành với mình thì cái quả đó nó tăng thêm. Thay vì theo đúng nhân quả, họ chỉ giúp 5-3 năm thôi, mà tại mình tốt quá nên họ dám giúp tới 9-10. Cái nhân hiện tại làm duyên cho quả hiện tại. Chiều xuôi thì nhân sau này sẽ thành quả, còn chiều ngang là nó trợ duyên làm tăng hay giảm lẫn nhau những cái quả hiện tại, vì nó cùng sống chung hiện tại nên nó chằng níu nhau. Nhân là cái nhân hiện tại, quả cũng là quả hiện tại. Cái gì thuộc về quá khứ thì không bàn đến. Biết vậy, mình có thể làm cho cái quả tăng hoặc giảm, và mình yên tâm vui vẻ trả món nợ tiền khiên của mình, bởi vì mình biết người ta chế bớt nhiều lắm rồi. Mình làm lành mà gặp quả xấu là bớt nhiều lắm. Như cây đó chua, không ngon nên không thèm săn sóc nó nữa, còn bỏ khô, bới gốc nó. Năm nay nó được mấy thúng trái, vậy là ít lắm rồi, nếu vô phân không biết nó có nhiều tới đâu nữa. Đời sống tu hành của mình là nhân tốt rồi, đương nhiên nó làm tăng quả tốt hiện tại và làm giảm quả xấu hiện tại. Lý do tại nó nghịch tính chất với nhau. Phần 7. Các cách gây nghiệp. Có 3 cách gây nghiệp dù lành hay dữ: tự làm, xúi người làm, thấy người ta làm mà vui theo, gọi là tùy hỷ quả báo. Tự làm hay xúi người làm thì báo trả cho thân, vì khẩu nghiệp cũng thuộc về thân. Chẳng những mình làm thì báo trả cho thân, mà khẩu nghiệp cũng trả cho thân. Cho nên hai cái đó là báo trả cho thân. Còn thấy làm vui theo thì trả cho tâm ý, gọi là tùy hỷ quả báo. Tùy hỷ là vui theo, mà vui theo thì có quả báo. Người ta đâm con cá lóc bự người ta mừng, mình thấy vậy cũng mừng theo, mặc dù mình không tham gia sát hại và ăn thịt nó. Sự vui theo này phải mang quả báo tùy hỷ. Mình không giết hại nên quả báo không trả cho thân mà trả cho tâm ý. Sau này ông đâm cá bị nạn gì thì mình cũng đau lòng. Giờ bác kể cho các cháu nghe chuyện này. Có một hôm Phật đi ngang nhà ông trưởng giả hay cúng dường cho Phật hàng ngày. Hôm nay ông ấy rất buồn, xớt bát cho Phật mà mặt không vui. Phật hỏi tại sao, ông ấy nói: tôi có một đứa con trai duy nhất cưới vợ cho nó. Hai vợ chồng nó ra quê viên chơi, vợ nó thấy hoa phượng dĩ trầm trồ khen đẹp quá, nó bèn leo lên bẻ cho vợ. Chẳng ngờ ngánh gãy, nó rớt xuống chết tốt. Tôi hoàng lại để mấy hôm không đành chôn, bữa nào cũng ra ôm quan tài mà khóc. Kính Phật, con làm nghiệp gì và con của con làm nghiệp gì mà bây giờ nó bị chết yểu và con bị khổ tâm như vậy? Con chỉ có một đứa con duy nhất, bao nhiêu tình thương con đều đặt vào nó cả, mà bây giờ nó lại chết đau thương như vậy, tại sao vậy? Phật trả lời: cách nay vô số kiếp, có 3 người lái buôn đi đường nắng quá nên vào gốc cây nghỉ mệt. Trên cành cây cao có con chim đậu và một thằng nhỏ bắn chim đến. Nó buông cung, chim rớt xuống. 3 ông bèn vỗ tay tán thưởng. 3 ông lái buôn nhờ phước lực nên sau này được địa vị cao quý trong xã hội. Một ông làm thiên đế ở cõi trời, một ông làm long vương dưới thủy cung, và một ông làm phú gia ở cõi trần, chính là ông đó. Thằng bé đó xin làm con ông, té cây chết bất đắc như con chim bị bắn.
trưởng giả hiện đang khổ, rồi mai đây nó xuống làm con của Long Dương cũng sẽ bị con chim Kim Xí Điểu gấp ăn. Đó là con chim cánh vàng ăn rồng như gà ăn rít. Rồi Long Dương cũng sẽ khóc than như ông hiện giờ. Hồi trước các ông vui theo việc làm ác của người ta, nó sát sanh thì phải chết yểu, còn mình vui theo thì phải đau khổ xót xa. Lúc đó mình vỗ tay khen chứ đâu hưởng được gì. Giờ nó chịu khổ, mà nó là con mình, làm sao mình không khổ được? Vậy thấy người làm vui theo thì quả khổ trả về tâm ý, gọi là tùy hỷ quả báo. Bác Hai thật không biết việc này, nhưng mà hồi nào tới giờ đi đâu thấy ai làm việc nghĩa thì bác Hai mừng cũng như chính mình làm vậy. Vui quá đi chứ, không biết việc tùy hỷ quả báo. Sao xem kinh thấy mình cũng được hưởng nữa, gọi là quả báo tùy hỷ. Nếu mình vui theo việc lành thì được hưởng quả lành, nếu người làm lành là con cháu thì mình cũng được vui theo quả lành ấy. Trong phần các cách gây nghiệp, trong giảng cũng có câu: chỉ gật đầu cũng đủ tai ương, chẳng đợi đứng chủ trương mới tội. Và hễ lỗi thân thân chịu giải dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê man. Mình thấy người ta làm ác vui theo là lỗi ở lòng, không có thân khẩu, nhưng mà trả cho tâm ý thì mình cũng đau khổ vậy. Lỗi thân thân chịu giải dầu thì đành rồi, nhưng lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê man. Tuy riêng mà không riêng gì, thân lao khổ bất an lòng dạ. Lỗi thân mà thân lao khổ lòng không yên, và lòng âu sầu thân thể mòn hao. Mặc dù không lỗi thân, không trả báo cho thân, thân vẫn mạnh khỏe như thường, nhưng lòng rầu rĩ quá khiến thân cũng mòn hao như người đau bệnh vậy. Do đó, thân và tâm liên quan với nhau. Tóm lại, có ba cách gây nghiệp: tự làm và xúi người làm thì báo trả cho thân, còn thấy làm mà vui theo thì báo trả cho ý. Trong tùy hỷ quả báo, có nhiều việc mình không vui theo nhưng phải chịu cộng nghiệp. Thí dụ như mình không bằng lòng với việc chiến tranh, nhưng lính mình ở biên giới phải tranh nhau từng tấc đất giết kẻ địch để giữ gìn giang sơn. Mặc dù mình không quan hệ đến nhưng có cộng hưởng. Hôm nay mình ngồi đây bàn luận đạo đức thì bao nhiêu chiến sĩ đã bỏ thân ngoài chiến trường biên giới, vậy mình phải chịu cộng nghiệp đó. Còn biệt nghiệp thì riêng, nếu sau này đất nước loạn ly phải bỏ nhà bỏ cửa chạy giặc, nhưng mình không chết vì không dự vào việc sát sanh, nhưng mà cộng hưởng vào nghiệp đó. Phần 8. Nghiệp báo. Theo nhà Phật, nghiệp báo có ba loại: hoa báo, quả báo và dư báo, đẳng lưu quả. Làm hung ác, đọa làm ngạ quỷ là hoa báo theo kinh. Xuống địa ngục hay lên thiên đàng là quả báo. Đầu thai trở lại làm người trả ngang nhau là dư báo. Việc thành ngạ quỷ thực ra mình không giải bày tới thì nó không chứng minh được. Còn qua báo có thể hiểu như thế này: thí dụ mình mới làm ác nhưng cả chòm xóm đều cho mình là kẻ hung dữ. Bởi tiếng hung dữ nên mọi người đều nhìn mình với cặp mắt ghê sợ, đó là qua báo. Chết rồi đọa địa ngục gọi là quả báo. Sau này đầu thai lên trả quả ngang nhau, đẳng lưu quả gọi là dư báo. Nghiệp báo kéo dài như vậy, khởi đầu mới làm ác là thiên hạ nguyền rủa rồi, đó mới là hoa báo thôi. Trong kinh nói chết làm ngạ quỷ. Mãn kiếp ngạ quỷ xuống địa ngục là quả báo. Mãn kiếp địa ngục lên làm người đụng chạm nhau là dư báo hay đẳng lưu quả trả ngang nhau. Có nhiều người hoài nghi thắc mắc nghiệp báo trả như vậy rồi có hết hay không. Thí dụ như kiếp trước mình bị nó đánh một thôi, hận thù đó còn, rồi kiếp sau mình đánh nó lại trừ, vậy là quê. Người ta hỏi bác Hai, vậy rồi nhân quả có dứt hay không? Bác Hai nói nó không có dứt đâu, cái này có chỗ nhận lầm. Có một người hỏi một vị tu sĩ: ông A đối xử bất hiếu với cha mẹ nên ổng bị quả là con ổng bất hiếu lại, vậy con ổng có tội không? Vị tu sĩ đáp: không tội, và đưa thí dụ như sau. Câu chuyện này do người xưa kể lại. Có ông trưởng giả nọ có hai người con, phá của ổng dữ lắm và chết sớm nữa. Ông thương con quá mới đi thiếp gặp con. Xuống gặp hai đứa con đang cởi ngựa đi, ông bèn nắm dây cương lại và kêu con. Đứa con nói:
tôi không phải con ông. Ông thiếu nợ tôi nên tôi lên đòi mà chưa hết, còn 200 đồng nữa. Ông hãy giang ra. Nó quất cho một roi ngựa, rồi giục ngựa đi. Ông về tức quá, đốt mã nó, trái lan qua rẫy bái người khác, thường đúng 200 đồng nữa. Ông đem tích đó ra nói, mà việc này cũng phi lý lắm. Nếu người con bất hiếu với cha mẹ mà không tội, vậy là loạn rồi. Bác hai thì cho là không hết đâu. Không phải trả vậy là quề rồi hết, mà người con bất hiếu cha mẹ là tội. Cha mẹ bất hiếu với ông nội là chuyện của cha mẹ, còn con bất hiếu với cha mẹ là tội. Cái tội là do tâm vô ơn bạc nghĩa đối với cha mẹ, chứ không phải là quả báo của cha mẹ. Bác hai muốn kể cho các cháu nghe câu chuyện sao? Có ông trưởng giả nọ không con, mà đa số những người giàu có thường quan trọng việc nối dòng. Ông liền cưới vợ bé. Bà vợ lớn không dám cản vì mình không con. Cưới được thời gian sau, bà vợ bé có thai. Từ ngày vợ bé có thai thì bà vợ lớn mừng lắm, ân cần săn sóc cho bà vợ nhỏ để bồi dưỡng thai nhi. Nhưng ít lâu sau, bà vợ nhỏ bị trụy thai mà luôn hai lần như vậy. Mấy bà bạn của vợ sau trưởng giả hỏi bà tại sao không có con. Bà vợ sau liền thú thật có chữa hai lần mà bị hư thai. Mấy bà bạn hỏi về cách đối xử của bà vợ lớn thì bà vợ sau cũng tình thiệt khen tốt bà vợ lớn, nhất là sự săn sóc chu đáo trong thời gian mang thai. Các bà bạn trách bà vợ sau quá thiệt thà, làm gì có chuyện vợ lớn thương vợ bé. Các bà bạn mách vợ sau là vợ lớn bỏ thuốc trụy thai vào thức ăn. Lần sau có thai thì giấu đừng cho bà lớn hay. Vợ sau tin theo, lần sau không cho hay, nhưng giấu tới giai đoạn rồi cũng phải lòi ra. Lần sau vợ sau bị hư thai rồi chết luôn vì thai lớn quá, phá thai nguy hiểm tính mạng mẹ lẫn con. Trước khi chết, vợ sau oán và nguyện trả thù này. Rồi bà vợ lớn cũng chết đầu thai làm con gà mái, bà vợ nhỏ đầu thai làm con mèo cái. Hễ mỗi lần gà mái đẻ ổ là mèo cái ăn hết trơn. Ăn hai ổ gà như vậy, và lần thứ ba nó ăn luôn con gà mái. Trước khi chết gà mái oán, nguyện trả thù này cho được. Sau này vợ lớn đầu thai làm con beo cái và vợ nhỏ làm con nai cái. Cứ mỗi lần con nai cái đẻ con là beo cái bắt ăn, ăn được hai lần như vậy, đến lần thứ ba beo cái giật nai cái ăn luôn. Kiếp tế nữa, vợ lớn đầu thai là một cô thôn nữ, còn vợ nhỏ đầu thai làm con tinh ở xóm nọ. Cô thôn nữ có chồng về ngay xóm của con tinh ở. Cô thôn nữ có thai đẻ một đứa con. Con tinh không còn nhớ thù cũ, mà tại hoàn cảnh đưa đẩy nó ăn thịt người ta. Nó bèn giả ra người lối xóm vô thăm cô thôn nữ ẵm con rồi bắt ăn thịt. Lần thứ hai cô thôn nữ bàn với chồng về bên mình sanh, đợi cứng cáp hãy trở về vì cổ sợ con tinh rình bắt nữa. Chồng cô này nghe hợp lý nên đưa vợ về bên này sanh. Con tinh lùng sục kiếm hoài không gặp. Sanh được ít tháng con cứng cáp, cô bồng con cùng chồng trở về nhà cũ. Đi dọc đường gặp hồ nước mát, chồng cô dừng lại nghỉ và nhảy xuống hồ lội ra xa lắm. Con tinh từ xa đi đến, cô này kêu chồng không kịp vì lội quá xa hồ. Cô thôn nữ quảng hồn bồng con chạy vào tịnh xá chỗ Phật đang thuyết pháp nhờ Phật cứu giùm. Con tinh rượt theo tới tịnh xá thì đứng ở ngoài không dám vô. Phật cho gọi con tinh vào, nói hết tiền kiếp cho nó nghe và khuyên hai bên giải oan với nhau. Con tinh chịu và cô thôn nữ thì mừng lắm, bị ở trong thế yếu. Phật nói trước là chị em nên giờ cũng làm chị em với nhau và xóa thù cũ. Con tinh là loài quỷ thần nên biết rõ năm nào nước lớn, nước nhỏ, mưa hạn. Mà nông dân biết rành việc đó thì dễ sống và dễ làm ăn lắm, vì đó thuộc về nông nghiệp. Dân làng lập miễu thờ con tinh, lâu lâu cúng trái cây cho nó. Đáp lại, con tinh báo hiệu trước thời tiết mùa màng cho dân làng làm ăn. Nhờ vậy mà làng đó được khá và nhân quả đến đây chấm dứt. Chấm dứt.